Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Tập 56. Chương 551. Lôi độn thuật. Mỗi ngày qua đi, thời gian mà phong linh kính bộc phát ngày càng dài hơn. Từ lúc mấy canh giờ một lần chuyển sang nửa ngày rồi, bây giờ là một ngày hàn lập mới phải áp chế một lần. Hơn nữa lực bộc phát lại càng lúc càng yếu. Cuối cùng, sau lần hai ngày phát tác một lần, phong linh kính cũng an ổn xuống. Liệt phong thú cuối cùng đã buông tha không thúc giục nó nữa. Tất nhiên là hàn lập vô cùng mừng rỡ, mặc kệ là do yêu thú ở cách quá xa mà làm cho pháp quyết mất linh hay là đối phương gặp phải phiền phức, thì đây chính là lúc thoát thân tốt nhất. Hàn lập không chút do dự uống linh dịch vào, xác định rõ một hướng rồi không hề cố kỵ mà phá không lao đi, bay khỏi phụ cận biển này. Cách hàn lập mấy vạn dặm, trên một hòn đảo nhỏ, liệt phong thú đang ngồi xếp bằng trong một cái động trống. Sắc mặt xanh mét, trải qua một thời gian truy đuổi lâu như thế, pháp lực của hắn đã tiêu hao hết, không còn khống chế được dị vật nữa. Yêu thú này không thể xa xỉ như hàn lập, dùng linh dược vạn năm trong khoảnh khắc hồi phục linh lực. Bất đắc dĩ, hắn đành trú lại tại đảo nhỏ này, chuẩn bị tốn chút thời gian hoàn toàn giải quyết mối họa trong lòng, sau đó mới đuổi giết hàn lập. Một hồi hao hết tâm cơ mới luyện chế ra phong lôi xí, hắn nhất định phải lấy lại. Liệt phong thú 9 cấp sau khi phát ra lời thề độc mới nhắm mắt vào, tiến vào cảnh giới vong ngã. Hơn một tháng sau, hàn lập cũng đã xuất hiện trên một hoang đảo nhỏ. Xác định phụ cận không có yêu thú cấp cao hay là tu sĩ, hắn mới hạ xuống đảo, tiến vào một cái thạch động. Tại cửa động bày ra mấy cái pháp trận pháp ẩn nặc hành tung rồi vội vã ngồi xuống lấy phong lôi xí ra. Hàn lập nhìn cái cánh thu nhỏ lại bằng bàn tay ở trong tay thì không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Đôi phong linh xí này cần phải có phong lôi lực mới có thể sử dụng. Vậy mà phong hy lại chỉ có phong lực. Từ đó có thể suy ra không cần đồng thời cả phong lôi lực mà chỉ cần một trong hai thuộc tính cũng có thể sử dụng được pháp bảo này. Bản thân hàn lập có thể khu xử ích tà thần lôi, tất nhiên cũng có thể dùng bảo vật này. Mà theo như lời của liệt phong thú thì nó vô cùng kỳ diệu. Nếu hắn có thể nhanh chóng nắm giữ nó thì với việc bảo vệ tính mạng sau này đúng là có tác dụng rất lớn. Chẳng qua, nhìn kỹ linh xí trên tay hàn lập, trên lớp lông vũ màu trắng bạc mơ hồ chớp lên dấu hiệu bất ổn. Theo như hắn đoán thì bảo vật này lấy ra khi còn quá sớm nên hiện tại chưa hoàn toàn định hình. Mặc dù cũng không phải như là lời nói của yêu thú là hoàn toàn mất đi tác dụng, nhưng càng về sau thì uy lực có lẽ sẽ bị giảm. Nhưng mặt hàn lập hoàn toàn không lộ ra chút kinh hoàng, trích tại đầu ngón tay ra một giọt máu, tiến hành nhận chủ với cái cánh này. Máu huyết bị đôi cánh hút vào bên trong. Trong mắt hàn lập hàn quang chợp lóe, tung cánh lên trên cao, phong lôi xí bị ném lên giữa không trung, sau đó vẫn lơ lửng tại đó, hoàn toàn không nhúc nhích. Hàn lập cũng không thèm nhìn tới. Từ 10 ngón tay bắn ra từng đạo điện quang đến đôi cánh làm bộc phát một trận sấm chấm thấp. Sắc mặt hàn lập trở nên trịnh trọng, linh lực trong tay bắn ra ngày càng dày đặc. Không lâu sau, một đạo quang mang màu vàng lóe ra nơi không trung, bọc lấy phong lôi xí ở bên trong. Tiếng sấm xé gió không ngừng vang lên. Nhìn thấy cái lồng điện quang của phong lôi xí đang hấp thu ích tà thần lôi, tâm lý hàn lập lúc này mới buông lòng. Hơn 10 ngày sau, hàn lập thò tay vào bên trong thần lôi, đem phong lôi xí đang dần hoàn thiện xuống. Do hấp thụ ích tà thần lôi nên trên bề mặt trắng muốt mặt cánh xuất hiện thêm chút tơ vàng, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện. Làm xong việc định hình pháp bảo mà liệt phong thú chưa hoàn thành, hàn lập lúc này mới thu lôi, điện lại, một mảnh ánh sáng xanh lóe ra hấp thu phong lôi xí vào bên trong cơ thể. Sau đó, hắn rời khỏi thạch động, bay lên trên bầu trời của hòn đảo, chuẩn bị kiểm tra uy lực của bảo bối. Đứng ở trời cao, hàn lập khẽ hít một hơi, sau đó bắt đầu điều động pháp bảo phong lôi xí bên trong cơ thể. Kết quả chỉ cảm thấy linh khí đang bành trướng sau lưng. Phụp phụp hai tiếng truyền đến, một đôi cánh dài hơn trượng hiện ra đằng sau. Màu trắng tỏa ra có kèm theo chút kim quang. Hàn lập quay đầu nhìn, ý niệm vừa động thì đôi cánh cũng nhẹ nhàng huy động, không hề có chút sức nặng, cứ như là một vật vô hình đang tồn tại.
Hắn có chút tò mò mà vuốt ve nó. Phong lưu xí lành lạnh còn mang theo chút cảm giác tê tê. Thấy tình trạng này, Hàn Lập nhíu mày dùng sức. Kết quả là toàn bộ bàn tay dễ dàng xuyên qua nó. Đây là... Hàn Lập dùng mình nhìn vào bên trong cơ thể. Phong lôi xí đang hoàn toàn yên ổn tại đan điền chờ đợi, mơ hồ lộ ra bạch quang. Cái này xem ra chỉ là do linh khí ảo hóa ra mà thôi, hoàn toàn không phải là cánh thật. Điều này khiến Hàn Lập hơi ngạc nhiên. Bình tĩnh lại, Hàn Lập bắt đầu rót linh lực vào bên trong nó, kết quả khiến cho hai cánh chớp động ánh sáng vù một tiếng, dễ dàng độn đi. Qua lại vài vòng, Hàn Lập sờ cằm, trầm ngâm một hồi. Tốc độ hoàn toàn không có cái gì là thần kỳ cả. So với trước kia cũng chẳng khác gì. Xem ra phải rót lôi điện lực vào để thử một chút. Nghĩ thế, Hàn Lập cũng không có chần chờ. Sử dụng ích tà thần lôi, hai đạo vàng kim dần truyền vào linh sĩ bên trong cơ thể. Trong nháy mắt, tiếng sấm truyền ra từ đằng sau. Hàn Lập liếc mắt thì thấy hai cánh lấp lóe điện quang. Không tự chủ được mà triển khai, lộ ra khí tức quỷ dị. Hàn Lập tinh thần vừa động thì bên dưới nổ ra một tiếng động trầm vang cộng hưởng. Người đã vô thanh vô tức thuấn di ra bên ngoài cách 10 trượng. Lôi độn thuật. Hàn Lập đầu tiên vô cùng kinh ngạc nhưng sau đó lập tức mừng như điên. Tiếp đó, hai cánh lại vung lên trong tiếng sấm. Người lại tiếp tục xuất hiện bên ngoài hơn 20-30 trượng. Sau một khoảng thời gian, Hàn Lập thân hóa thành một đạo lôi điện bạch quang, biến mất tại chỗ đột nhiên xuất hiện tại hơn 100 trượng xa xa, thân hình phiêu hốt vô cùng quỷ dị. Không hổ là độn thuật thần bí nhất lôi độn thuật, tốc độ thì còn lâu ngũ hành độn thuật mới có thể sánh bằng. Không biết pháp bảo này nếu tiếp tục bồi luyện thì có thể nghịch thiên như thế nào nữa đây. Không trách liệt phong thú cấp 9 phải dốc hết sức để luyện chế nó. Hắn vốn là thiên hạ đệ nhất về tốc độ. Nếu dùng thêm cái này thì người trong thiên hạ có thể truy sát nó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Hàn Lập xuất hiện trong một đạo ánh sáng, khuôn mặt vui mừng khẽ vuốt ve đôi cánh, thì thào nói. Sau đó, bạch quang lại lóe lên, đôi cánh tự nhiên biến mất. Hàn Lập thực không có dự định ở lâu tại nơi này, nhanh chóng ly khai ngoại tinh hải trở về nội hải. Hắn hiểu rất rõ là mặc dù liệt phong thú tạm thời bỏ qua việc đuổi giết nhưng với tốc độ biến thái của nó thì không bao lâu nữa có lẽ sẽ lục soát hải vực này một lần nữa. Hắn không có ngu mà ở đây chờ nó tới giết. Nội tinh hải là thiên hạ của tu sĩ nhân loại. Tuy là yêu thú vô cùng mạnh mẽ nhưng có lẽ cũng không có gan xâm nhập. Chờ hắn tại nội tinh hải ngưng kết thành nguyên anh xong thì sẽ chẳng còn phải sợ hãi yêu thú này nữa. Về phần hư thiên đỉnh bị lão quái Nguyên Anh đuổi giết cũng đã là chuyện quá khứ 3-40 năm rồi. Danh tiếng của hắn cũng đã bị suy giảm. Hơn nữa tu vi của hắn là kết đan hậu kỳ. Chỉ cần không đụng phải vài tên lợi hại như man hồ tử, đối mặt với đám người cực âm cho dù không thể giết bọn chúng cũng có thể an toàn trốn thoát. Trong lòng bình tĩnh, Hàn Lập quay trở lại thạch động kiểm tra một chút túi trữ vật của Quy Yêu và Độc Giao. Bên trong có rất nhiều yêu đan của yêu thú cùng một ít nguyên liệu vô cùng chân quý. Đặc biệt ở bên trong đống nguyên liệu này, hắn còn phát hiện ra một ô hắc quy sắc bằng nắm tay cùng hơn 100 phiến vảy màu đỏ. Đây là thứ mà khi yêu thú hóa hình lần thứ 2 tạo thành nên chân quý vô cùng. Lại làm cho Hàn Lập bị một phen vui mừng. Nếu dùng hai thứ này luyện chế thành hộ giáp thì tuyệt đối sẽ không kém với hoàng lân giáp của man hổ tử. Nhưng hiện tại Hàn Lập sẽ không làm như thế mà thu lại trận kỳ quanh động khẩu, nhanh chóng rời đi, trực tiếp hướng tới hải vực của phường thị Diệu Âm Môn. Nếu Diệu Âm Môn đã kiến tạo truyền tống trận, trải qua một thời gian dài như vậy thì có lẽ cũng đã hoàn thành. Đến lúc đó mặc kệ là chuyện gì xảy ra, hắn cũng phải xông vào truyền tống trận, truyền tống đi nội tinh hải. Hàn Lập cũng không biết phường thị Diệu Âm Môn ở nơi nào. Nhưng chỉ cần tìm được tu sĩ nhân loại là ngay lập tức có thể có tin tức. Nhưng hắn không biết là việc hắn giết chết Độc Giao lại khiến cho tộc trưởng tộc Giao Long ở dưới hơn ngàn trượng đáy nước tại vùng biển phụ cận nổi giận. Nó chính là yêu thú Ly Hỏa Giao đã tiến hóa tới cấp 9 trung kỳ. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com Chương 552,
tái sấm diệu âm môn. Với tu vi hiện tại của Hà Lập thì không cần phải dùng phong lôi xí cũng đã nhanh kinh người. Hơn nửa tháng sau, Hà Lập xuất hiện tại hoang đảo của phường thị diệu âm môn. Nhưng khi hắn dùng thần thức đảo qua thì quả nhiên là không có một bóng người, do vậy đành phải tìm người để hỏi thăm. Hà Lập điều chỉnh phương hướng, hóa thành một đạo cầu vòng bay đi mất dạng. Nếu diệu âm môn phường thị từng được bố trí tại nơi này thì nó sẽ tuyệt đối không rời đi khỏi phụ cận hải vực. Hơn nữa, trên những hòn đảo trên biển này cũng có thể có người là thành viên của nó. Hắn tin tưởng bằng thần thức cường đại của mình sẽ rất nhanh chóng tìm ra tu sĩ nhân loại. Không ngoài dự đoán, bay hơn nửa ngày lộ trình, tại một hòn đảo đã có tung tích của tu sĩ nhân loại. Hơn nữa lại không chỉ có một người đứng ở trên cao. Hàn Lập nhìn thấy vài tu sĩ nam nữ đang vây công một yêu thú cấp 4. Trong đó còn có hai người có chút quen thuộc. Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó lại cười rộ lên. Hàn Lập dùng hoán hình quyết, tùy tâm mà biến dạng khuôn mặt thành một vị trung niên đen đúa, không chút nóng vội phóng ra hai đạo kiếm khí màu xanh. Hào quang mang chợt lóe, xuyên thủng đầu của hai con yêu thú cấp 4, tiêu diệt chúng ngay lập tức. Hắn vừa ra tay cũng làm cho tu sĩ bên dưới vô cùng kinh hoàng, lập tức phát hiện ra thân ảnh Hàn Lập bên trên, lập tức gây ra một trận sao động. Đều biết rằng đó là cao nhân đã ngoài kết đan kỳ. Mấy người bên dưới thương lượng một chút rồi một vị đại hán cầm y bay về phía Hàn Lập. Tham kiến tiền bối, đa tạ người ra tay tương trợ. Không biết có phải bọn vãn bối đã quấy rầy công việc của người tại nơi này không, đại hán cầm y thái độ mặc dù vô cùng cung kính nhưng trên khuôn mặt lại không che giấu nổi sự sợ hãi. Không biết vị tu sĩ kết đan kỳ này có dụng ý gì. Nhìn đại hán họ Dịch, người đã từng cùng truyền tống tới với mình này. Hàn Lập chưa vội trả lời mà hai mắt nhíu lại, đưa ánh mắt nhìn xuống những người tập trung ở bên dưới. Có vị tu sĩ Hứa Vân mặt sẹo, nhưng những người cùng truyền tống lúc đầu là Lưu Phu Nhân và một tu sĩ khác lại không thấy đâu. Về phần đại hán cầm y cùng Hứa Vân, nhiều năm như thế mà vẫn còn ở trúc cơ hậu kỳ, xem ra 8-9 phần là kết đan thất bại. Biểu tình âm trầm không nói của Hàn Lập khiến cho tên đại hán có chút khẩn trương. Hắn chần chừ một chút, định lên tiếng nói cái gì đó nhưng Hàn Lập lại chậm rãi mở miệng. Ta muốn tìm diệu âm môn bí thị, các người có biết bao giờ nó diễn ra và diễn ra ở đâu không? Hàn Lập lạnh nhạt nhìn đại hán cầm y hỏi. Nghe thế, tên đại hán mới buông lòng, khuôn mặt cung kính đáp. Tiến bối, từ bây giờ cho tới khi diệu âm môn phường thị triển khai còn hơn một tháng. Địa điểm là tại hòn đảo ở hướng Tây, cách đây mấy ngày lộ trình. Tiền bối nếu muốn thì vãn bối có thể dẫn đường. Người này quả thực vô cùng thức thời. Cái này không cần, đưa hải đồ cho ta là được, Hàn Lập giấu giếm giọng nói trong tiếng gió. Hắn không có tâm tình cùng đối phương ôn lại chuyện quá khứ. Người này cũng là mạng lớn, trải qua thú triều vẫn có thể sống sót. Nhưng những người còn lại chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Điều này không khỏi làm cho hắn có chút cảm khái trong lòng. Vâng. Vãn bối lập tức đưa cho tiền bối bản đồ cùng vị trí của đảo. Trên mặt tên đại hán cầm y có chút thất vọng. Hắn định trước mặt vị cao nhân này tìm cơ hội kiếm chút giao tình. Ngoại tinh hải bây giờ càng ngày càng hỗn loạn, kết bạn cùng một vị tu sĩ kết đan kỳ sau này sẽ có nhiều lợi ích. Chẳng qua sau khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Hàn Lập, tên này mất hết hy vọng, rút từ trong áo ra một khối ngọc giản, chỉ ra vị trí của phường thị diệu âm môn, cung kính đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập cầm lấy, kiểm tra rồi gật đầu, không dừng lại mà hóa thành một đạo cầu vồng mà bay đi, để lại tại đây vài tên tu sĩ cấp thấp, khuôn mặt đầy vẻ hâm mộ. Hiện tại, ngoài tu sĩ kết đan kỳ ra thì không một kẻ nào dám rời khỏi động phủ của chính mình mà đi quá xa. Nhưng Hàn Lập sẽ không ngu ngốc mà chờ đợi tận một tháng. Đến lúc đó chỉ sợ hắn muốn đi cũng khó, liệt phong thú kia rất có thể tìm tới tận cửa. Bởi vậy, hắn trực tiếp tìm Phạm Phu Nhân cùng Vân Thiên Khiếu xem có thể bỏ ra chút tiền tài để nhanh chóng truyền tống hay không. Nếu đối phương đòi giá quá cao thì hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí mà xông vào. Mấy ngày sau hắn đã tới được hòn đảo đó. Diện tích đảo không nhỏ, bên trên có hai ngọn núi cao gần bằng nhau. Hắn bay quanh ngọn đầu tiên vài vòng, theo địa đồ mà tìm thấy lối vào.
Do dự một chút, Hàn Lập biến khuôn mặt trở về hình dạng lần trước. Sau đó trực tiếp dừng tại sườn núi, đến bên một thân cây đại thụ lớn chừng vài trượng mới dừng bước. Mặt hắn không đổi xem xét cái cây có niên kỷ hơn nghìn năm này, khóe miệng không khỏi cười lạnh. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra ba quả quang cầu màu trắng không khách khí đánh lên vỏ cây, băng, băng ba tiếng khẽ vang lên. Một hồi lâu sau, lục quang chớp động, trên thân cây hiện ra một cái lỗ hổng. Bên trong bay ra một lão giả áo trắng trúc cơ hậu kỳ, đúng là người ngày trước từng thủ hộ tại thạch môn của phường thị. Lão giả liếc mắt liền nhận ra tu vi kết đan kỳ của Hàn Lập. Dù sao tới nơi này, tu sĩ kết đan kỳ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà hình như cũng từng nghe nói, vị này có thể chế trụ hơn 10 tu sĩ kết đan kỳ, không chừng có thể là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng nên. Bởi thế, sau khi nhìn thấy khuôn mặt Hàn Lập, lão giả lập tức thân hình thấp xuống ba phần, bước nhanh tới thi lễ hỏi, thì ra là tiền bối. Vãn bối không biết, mong tiền bối thứ tội. Lần này người đến có chuyện gì quan trọng? Hiện tại cách thời điểm mở phường thị còn hơn một tháng, cũng chưa có hàng hóa gì để cho tiền bối xem cả. Lão giả kính sợ nói xong, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Ta lần này không tham gia phường thị mà định đến gặp phạm môn chủ hoặc vân trưởng lão. Hàn Lập liếc mắt đánh giá lão giả một chút, đầu ngẩng lên ngạo nghễ nói. Muốn gặp môn chủ hoặc vân trưởng lão? Lão giả hơi chần chừ hỏi lại. Không được sao? Thanh âm của Hàn Lập bỗng phát lạnh, thần sắc âm trầm. Đương nhiên không. Phải lão giả thấy tình cảnh này không khỏi rùng mình, lập tức cười tươi nói, trên trán mơ hồ toát mồ hôi lạnh. Nếu là người khác đương nhiên không thể, nhưng tiền bối một mình đến đây hẳn là có chuyện vô cùng quan trọng cần thương lượng, nên vãn bối cũng nên bẩm báo. Vừa hay phạm môn chủ cũng đang ở đây, xin mời tiền bối chờ một chút. Lão giả thành thật nói. Quyết định giao chuyện này cho cấp trên xử lý, hắn cũng không dám chống lại người này. Vậy mau đi, ta không có khả năng chờ lâu đâu, biết phạm phu nhân ở nơi này. Hàn Lập trong lòng vui vẻ, lúc này thần sắc mới hòa hoãn nói. Vâng, vãn bối sẽ dùng truyền âm phù thông báo cho môn chủ, một lát là được. Lão giả tâm lý thoải mái, vội vàng đáp. Nếu mà đối phương muốn xông vào, hắn cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn mà thôi, cũng không có gan mà tiến lên chịu chết mà ngăn cản. Vì vậy lão giả áo trắng lập tức phát ra một đạo truyền âm phù, hướng trong động bay đi. Vân trưởng lão hiện ở nơi nào? Vì sao lại không ở cùng với môn chủ của các người? Hàn Lập nhìn theo đạo truyền âm phù, thần sắc lạnh nhạt thuận miệng hỏi. Cái này, vân trưởng lão ở nơi nào, vãn bối không biết. Sự tình của phương thị gần đây đều là do môn chủ tự tay gánh vác. Lão già mặt lộ vẻ khó xử, chủ trừ thì thào nói. Thấy đối phương như thế, Hàn Lập làm sao không biết đối phương có ý trốn tránh, cười lạnh vài tiếng cũng không có ép hỏi. Điều này khiến cho lão giả thở phào một hơi. Một lát sau, lão giả nhận được một đạo truyền âm phù, dùng thần thức xem qua, rồi cung kính nói với Hàn Lập. Lệ tiền bối, môn chủ mời người vào, vãn bối xin dẫn đường. Đi trước đi, Hàn Lập bình thản nói. Thế giới bên dưới cây đại thụ cũng giống so với lúc trước, phân ra hai tầng khác nhau, là một thế giới ngầm không nhỏ chút nào. Nhưng hiện tại, ngoại trừ hơn 10 tu sĩ diệu âm môn nam nữ đang chuẩn bị thì không có một người nào khác. Lão giả dẫn theo Hàn Lập nhanh chóng đi tới một gian thạch bích, bên ngoài có hai nữ tu sĩ nhan sắc hơn người đứng gác. Tham kiến lệ tiền bối. Môn chủ đang ở bên trong chờ người. Hai nữ tu thi lễ với Hàn Lập, bộ dạng vô cùng kiều mị. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 553, thức phá. Hàn Lập nhìn vào ánh mắt của hai thiếu nữ này, sờ cằm lộ ra vẻ đăm chiêu, dường như là nghĩ tới một người nào đó, không nói một lời gật gật đầu. Sau khi một nữ tu trong đó đưa tay sờ lên tường một lúc, ánh sáng lóe lên, một cái cổng bất ngờ xuất hiện. Vãn bối chỉ có thể dẫn tiền bối tới đây. Bây giờ xin cáo lui. Lão giả thừa có hội này vội vàng lui xuống. Hàn Lập không có để ý, bước chân vào bên trong phòng. Xuyên qua một hàng lang ngắn ngủn, hắn đã đi tới một gian đại sảnh.
Phạm phu nhân mặc một bộ trang phục màu xanh đang đứng đợi bên trong, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười. Thiếp thân không nghênh đón từ xa, hy vọng tiền bối thứ tội. Nàng hé đôi môi anh đào nở một nụ cười quyến rũ thi lễ, sau đó thân thể mềm mại mời Hàn Lập ngồi xuống. Mắt hắn nhìn chiếc ghế ở phía sau nữ nhân, lông mi khẽ chớp, không có khách khí ngồi xuống. Sau đó, ánh mắt Hàn Lập nhìn vào khuôn mặt mỉm cười của nàng ta bình tĩnh nói: xem ra phu nhân không hề lo lắng ta tới gây chuyện bất lợi cho quý môn. Tiến bối đùa rồi, với tu vi của người thì như thế nào lại gây khó khăn với tu vi trúc cơ kỳ của vãn bối. Phạm phu nhân bước đi nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh Hàn Lập, che miệng cười khẽ. Bây giờ, nữ nhân xinh đẹp này cách Hàn Lập không tới một trượng, hắn chỉ thấy một mùi hương ngào ngạt xông lên mũi. Sau khi trao mày, thần sắc Hàn Lập trở lại bình thường. Nhưng khi nữ nhân này ngồi xuống, trên khuôn mặt lại hiện ra một tia lờ đãng. Sau đó đột nhiên dung một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Hàn Lập. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên vẻ lạnh, lùng. Hắn đang định lên tiếng hỏi đối phương như vậy có ý gì. Một nữ tu sĩ mi thanh mục tú mang theo một bình trà màu hồng lặng lẽ tiến vào phòng. Cô gái đặt trước mặt hai người một ly trà thơm ngát, sau đó đứng sau lưng Phạm phu nhân. Tuy thần sắc của Phạm phu nhân vẫn như thường, trong ánh mắt đã toát lên tia giận dữ, nhưng nàng lại không hề lên tiếng. Thấy như vậy, Hàn Lập không khỏi đánh giá lại hai cô gái này, trong lòng bắt đầu suy nghĩ: tiền bối lần này tới đây có gì muốn nhờ bổn môn giúp việc gì sao? Nếu có thể tương trợ, bổn môn nhất định sẽ không chối từ. Phạm phu nhân cầm ly trà lên khẽ uống một ngụm nhỏ, sau đó bình tĩnh hỏi: nếu Phạm môn chủ đã nói như thế thì Lệ mỗ cũng không nói vòng vo nữa. Không biết quý môn đã hoàn thành xong truyền tống trận trở lại nội hải chưa? Ta muốn mượn sử dụng. Hàn Lập không đổi sắc nói như là đang đề cập tới một chuyện vô cùng nhỏ mà thôi. Truyền tống trận? Phạm phu nhân dùng mình, đôi mắt đẹp khẽ chớp vài cái, lộ ra vẻ mặt như cười như không. Chỉ sợ làm cho tiền bối thất vọng rồi. Truyền tống trận này vẫn chưa hoàn thành, tuy nhiên sẽ rất nhanh chóng có thể sử dụng, nhưng e là người phải chờ một thời gian nữa. Phải đợi bao lâu? Hàn Lập không chờ nữ nhân này nói xong liền lạnh lùng ngắt lời: cái này rất là khó nói. Tiền bối cũng biết, hiện tại pháp trận này còn thiếu Huyễn Mộng Thạch. Vân trưởng lão cùng những người khác đã đi tới nơi sản sinh Huyễn Mộng Thạch để lấy về, không ngờ lại kinh động đến yêu thú nơi đó. Tuy mang về một ít tài liệu nhưng mà không ít tiền bối đã phải bỏ mạng. Dưới sự bất đắc dĩ, Vân trưởng lão đang muốn tiến hành hành động tiếp. Phạm phu nhân lộ ra vẻ chần chờ nói, chén trà trong tay đã đặt lại bàn, hướng về Hàn Lập giải thích. Khụ. Nữ nhân đứng phía sau Phạm phu nhân ho nhẹ một cái. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Phạm phu nhân lộ ra một tia phẫn nộ, nhưng nàng dường như cố kỵ điều gì đó nên dừng lời đang nói lại. Trên khuôn mặt của Hàn Lập lộ ra một tia dị sắc, lạnh nhạt liếc mắt nhìn nữ nhân kia khiến cho cô gái sợ hãi mà vội vàng cúi đầu. Nếu đã trong một khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng truyền tống trận, Lệ mỗ cũng không còn gì quan trọng để nói. Xin cáo từ. Hàn Lập tự đánh giá một chút, cũng không muốn ở lại đây lâu liền đứng lên nói. Phạm phu nhân thấy cảnh này trên mặt lộ vẻ phức tạp một chút, sau đó nói ra một câu khiến cho Hàn Lập dừng lại. Mặc dù đang có chút chuyện với truyền tống trận, thiếp thân không thể trợ giúp, nhưng bổn môn luôn vô cùng kính ngưỡng các vị tiền bối kết đan kỳ. Tiền bối tạm ở lại nơi này một đêm, ngày mai hãy lên đường. Ở lại một đêm? Được, ta sẽ ở lại. Hàn Lập nhướng mày vốn muốn từ chối, nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt đẹp của nữ nhân thì lại thay đổi chủ ý. Hì hì, bổn môn sẽ phục vụ người chu đáo. Người đâu dẫn tiền bối tới căn phòng tốt nhất? Phạm phu nhân trong mắt hiên lên vẻ khác thường, vẻ mặt yêu kiều cười nói. Nhất thời một nữ tu sĩ lên tiếng bước đến. Hàn Lập không nói nhiều liền theo người này ra ngoài. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn dường như là muốn xác nhận điều gì lại liếc mắt nhìn lại một cách đầy thâm ý. Sau đó không do dự mà bước đi. Môn chủ, tại sao phải lưu hắn ở lại đây? Có phải có chút mạo hiểm không? Tu sĩ họ Lệ này lần trước đã cự tuyệt việc giúp đỡ chúng ta khi thân ảnh của Hàn Lập biến mất. Nữ nhân trẻ tuổi đằng sau Phạm phu nhân lên tiếng, thanh âm mềm mại,
bên trong ẩn chứa nét kiều mị kết hợp cùng với khuôn mặt thanh tú khiến cho nam nhân nghe thấy không khỏi động tâm. Bất quá nữ nhân này lời nói mặc dù cung kính nhưng ẩn bên trong lại có vẻ như là chất vấn. Vận Cầm, lá gan ngươi càng ngày càng lớn đó. Vị lệ tiền bối này tu vi kinh người, ta tận lực kết giao có gì không đúng. Trong Diệu Âm Môn này, khi nào tới phiên ngươi làm chủ? Phạm phu nhân nghe xong, sắc mặt trầm xuống nói. Không dám, đệ tử chỉ theo lời dặn dò của Vân trưởng lão trước khi trưởng lão đi mà thôi. Hy vọng môn chủ đừng làm khó cho đệ tử. Lời nói của nữ tử vô cùng khiêm tốn nhưng lại hoàn toàn không có ý nhường nhịn nào. Đem Vân Thiên Khiếu ra làm chỗ dựa. Hừ, đợi Vân Thiên Khiếu trở về ta sẽ nói với y. Bổn môn chủ còn có chuyện quan trọng. Thứ lỗi cho ta không thể phụ bôi. Sắc mặt Phạm phu nhân ngày càng lạnh lẽo. Vung tay áo quay người đi không thèm nhìn lại. Trong phòng chỉ còn lại nữ tử sắc mặt âm trầm bên trong phòng đại thính. Còn Hà Lập đang nằm trên giường ở bên trong căn phòng rất thoải mái, sắc mặt bình tĩnh như là đang suy nghĩ điều gì. Hắn qua đêm tại nơi này trong lòng cũng không có gì lo lắng. Nơi này sớm đã bị hắn dùng thần thức đảo qua một lần. Tu vi cao nhất tại đây cũng chỉ có Phạm phu nhân và vài tên trúc cơ hậu kỳ. Nơi này hoàn toàn không có tu sĩ kết đan kỳ chứ đừng nói tới các lão quái nguyên anh kỳ. Bởi vậy trừ khi có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì hắn hoàn toàn yên tâm ở lại đây. Chẳng qua trong lòng hắn đang tự đánh giá có nên dùng mấy năm thời gian bằng đường biển để bay về nội hải hay không. Đúng vào lúc này thì cộc cộc vài tiếng gõ từ bên ngoài cửa truyền đến. Vào đi, thân hình Hàn Lập vẫn không nhúc nhích, nằm trên giường lạnh nhạt nói. Hắn đã sớm biết người đến là ai rồi. Một tiếng cười kiều mị từ bên ngoài vang lên. Phạm phu nhân trang điểm xinh đẹp bước vào. Nàng tiến vào giữa gian phòng, mặc trường bào bằng lụa vô cùng xinh đẹp. Tiền bối dường như cũng không có nghỉ ngơi, xem ra đã biết là vãn bối sẽ tới cùng với làn gió thơm. Nữ nhân này ngồi xuống bên giường của Hàn Lập không chút e dè, nhìn Hàn Lập mỉm cười nói. Phạm môn chủ ám chỉ rõ ràng như vậy, ta cũng muốn biết rốt cuộc người có ý gì. Nói trước, nếu không phải là chuyện liên quan tới truyền tống trận, ta không muốn nghe. Hàn Lập cũng không liếc mắt nhìn đối phương, hai mắt nhắm nghiền thản nhiên nói. Tất nhiên, bị nhiều cao thủ nguyên anh kỳ như vậy đuổi giết đến ngoại tinh hải, không ngờ Hàn trưởng lão lại muốn trở về. Ngươi nói cái gì? Ai là Hàn trưởng lão? Hàn Lập nằm trên giường, thân thể có chút cứng ngắc, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân kiều diễm trước mặt, lạnh nhạt hỏi. Thiếp thân tất nhiên là nói tới Hàn trưởng lão của bổn môn. Phạm phu nhân bị Hàn Lập nhìn như vậy nhưng thần sắc vẫn ung dung không có gì thay đổi, hoàn toàn không chút bối rối nói. Hàn Lập lại nhìn nữ nhân này một lúc, sau đó ngồi dậy. Làm sao mà nhận ra ta? Với tu vi của ngươi không có khả năng nhận ra hình dáng thật của ta. Hàn Lập khôi phục vẻ chấn định, chậm rãi hỏi. Thiếp thân không phải nhìn ra mà là đoán được. Phạm phu nhân vươn cổ tay trắng như ngọc vuốt ve mái tóc, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ giảo hoạt. Đoán được? Hàn Lập nghe thấy thế thì rùng mình, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc cùng phức tạp. Dường như nhận ra sự khó hiểu của hắn, Phạm phu nhân cười khẽ giải thích. Thiếp thân từ nhỏ cũng thường nhân không quá giống nhau, có thể phân biệt rõ ràng sự khác nhau của khí tức trên mỗi người. Hơn nữa lại còn có thể nhớ kỹ mùi vị của nó mãi trong lòng. Vừa khéo, lúc đầu thiếp thân cảm thấy mùi vị trên người trưởng lão vô cùng thú vị nên đã nhớ nó. Đến giờ vẫn không quên. Lần trước khi ở trên phường thị thì Hàn trưởng lão lại cách thiếp thân quá xa nên không thể nhận ra được. Nhưng khi nãy do ngồi gần với nhau nên thân phận người tự nhiên không thể giấu được. Thiếp thân lúc này trong hai tròng mắt của Phạm phu nhân lộ ra phong tình vô cùng quyến rũ. Nhìn Hàn Lập hé miệng cười. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 554, cầu trợ giữ giao dịch. Hàn Lập nghe thế thì không nói gì. Đúng là trên đời này không thiếu những chuyện kỳ lạ. Còn có người dựa vào khí tức để phân biệt người nữ chứ. Đã bị như vậy thì hắn chỉ có thể than thở bản thân xui xẻo mà thôi. Nhưng hắn cũng không có gì kinh hoàng cả. Chỉ cần không phải là man hồ tử xuất hiện,
với tu vi bây giờ cùng bảo vật trên người hắn chẳng cần phải lo lắng về điều gì. Nữ nhân này quả là vô cùng lợi hại, hơn nữa lại tự mình đến đây ắt hắn phải có ý đồ gì đó. Nghĩ vậy, Hàn Lập không nóng không lạnh nói, một khi phu nhân đã nhận ra Hàn Mỗ thì tại hạ sẽ không phủ nhận. Chẳng qua bây giờ ta nên xưng hô với ngươi là Phạm Tả Sứ hay là Phạm Môn Chủ. Xem ra tiền bối đối với chuyện vãn bối làm trưởng môn Diệu Âm Môn cũng không có tán thành, nhưng người không biết nếu lúc trước không làm như vậy thì Diệu Âm Môn đã có thể biến mất trên Loạn Tinh Hải rồi. Thiếp thừa nhận là có chút tư tâm, nhưng lúc trước phần lớn là bất đắc dĩ mà thôi. Phạm phu nhân nghe Hàn Lập nói như thế, đầu tiên là vui vẻ, sau đó là cười khổ giải thích. Phu nhân không cần nói chuyện này với ta. Ta đối với chuyện ai trở thành môn chủ Diệu Âm Môn không quan tâm. Cái chức trưởng lão kia cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chẳng qua theo lời vừa rồi của phu nhân thì hình như là biết sự tình của Hàn Mỗ. Tại hạ có chút tò mò, không hiểu phu nhân có thể nói cho tại hạ biết không? Hàn Lập lạnh nhạt duỗi người, bộ dạng có chút bất mãn. Phạm phu nhân lộ ra một tia ngoài ý muốn, sau đó nhìn Hàn Lập rồi bật cười. Tên của Hàn tiền bối tuy bây giờ không phải ai cũng biết, nhưng trong tầng lớp tu sĩ cấp cao thì đại danh đỉnh đỉnh. Một vị tu sĩ kết đan kỳ trước mặt đông đảo tu sĩ Nguyên Anh kỳ cướp được bảo vật Hư Thiên Đỉnh, sau đó trốn thoát, tung tích biến mất. Riêng việc này đã khiến cho thanh danh của Hàn trưởng lão vang xa rồi. Phạm phu nhân cười, làn thu ba lưu động. Thế, sao? 10 tu sĩ biết thì có đến 9 người là muốn giết Hàn Mỗ cướp bảo vật. Chẳng lẽ Phạm Tả Sứ cũng có ý này? Hàn Lập cười lạnh, liếc mắt nhìn đối phương. Xưng hô đối phương vẫn là Tả Sứ giống như trước kia. Tiến bối lại đùa rồi. Nếu thiếp thân là tu sĩ kết đan kỳ thì có thể vọng tưởng một chút, nhưng sau khi kết đan thất bại thêm lần nữa thì thiếp thân đã sớm không còn hy vọng gì nữa rồi. Loại chí bảo như thế, thiếp thân không có duyên hưởng. Thiếp thân cũng không muốn làm chuyện ngu xuẩn tự chuốc lấy họa. Mỹ phụ nghe Hàn Lập nói như thế thì cuống quýt lắc đầu than. Hàn Lập cẩn thận dò xét một chút thần thái của đối phương. Vẻ mặt nàng ta như là đang nói thật, nhưng hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng mấy lời kia, vì thế tiếp tục bất động thanh sắc truy hỏi. Trừ chuyện Hư Thiên Đỉnh, còn có chuyện gì liên quan đến ta nữa không? Trước kia Hàn Lập ít khi giao tiếp cùng tu sĩ cấp cao nên ít khi biết được tin tức có liên quan đến bản thân. Bây giờ là cơ hội khó gặp, hắn tự nhiên sẽ không khách khí hỏi han một chút. Xem ra tiền bối cũng có nghe chút ít tin tức. Ngoài ra còn có nhiều lời đồn liên quan nữa. Có người nói tiền bối là trùng ma, mấy năm gần đây tại phụ cận hải vực diệt sát rất nhiều tu sĩ. Điểm này vãn bối không thể nào tin được. Tiền bối nếu đã có Hư Thiên Đỉnh thì giấu giếm thân phận còn không kịp, sao lại còn làm ra mấy chuyện kia cơ chứ? Nhưng lại có rất nhiều tu sĩ không biết rõ chân tướng lại bị kích động. Nếu không phải xảy ra vụ thú triều thì đám thân thích hảo hữu của mấy tu sĩ gặp phải độc thủ kia sẽ hợp thành tổ đội truy sát tiền bối đó chứ. Nữ tử này lấy tay che miệng, nhìn Hàn Lập chằm chằm, mỉm cười nói. Hàn Lập mắt không chớp một cái nào, chỉ là lạnh nhạt gật đầu, không mở miệng nói gì cả. Điều này khiến cho Phạm phu nhân thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên đại ma đầu tâm địa ác độc trong lời đồn kia thực sự là vị Hàn trưởng lão trước mặt sao? Được rồi, Phạm Tả Sứ nói mục đích chân chính vì sao tối hôm nay đến đi. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, thanh âm vẫn lạnh nhạt không chút cảm tình. Nếu mà Hàn trưởng lão đã nói như thế, thiếp thân sẽ không vòng vo. Thiếp thân muốn mời người ra tay, giúp ta tiêu diệt ác tặc Vân Thiên Khiếu. Xem thần thông ngày đó của tiền bối thì ta nghĩ chắc cũng không tốn sức lắm. Phạm phu nhân do dự, chần chừ một chút nhưng cuối cùng cũng cắn răng nói. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia oán độc cực kỳ sâu đậm. Vân Thiên Khiếu, hắn không phải là chỗ dựa của ngươi sao? Hàn Lập vô cùng nghi hoặc, im lặng trong chốc lát, sau đó không nhanh không chậm hỏi. Tiến bối cần gì phải nói như vậy? Hôm nay sự tình trong sảnh không phải người đã nhìn thấy một chút rồi sao? Tại Diệu Âm Môn này thiếp thân không khác gì một con rối. Nếu không phải ta biết một chút bí công mị thuật của bổn môn và có một ít kẻ trung thành và tận tâm dưới trướng thì sợ rằng cái chức môn chủ này cũng không có làm được. Phạm phu nhân biến sắc mặt oán hận nói. Nếu ngày đó Phạm Tả Sứ mượn sức ma đạo leo lên chức môn chủ thì cũng đã phải dự tính trước rồi chứ. Hôm nay tố khổ thì được gì chứ?
làm một con rối tốt hơn là vứt bỏ tính mệnh chứ. Thần sắc Hàn Lập không đổi, không hề có ý muốn đáp ứng. Nhưng hiện tại ngay cả tính mạng của thiếp thân cũng không có cách gì bảo đảm. Thiếp bảo tồn bí công của Diệu Âm Môn trong một ngọc giản, nhưng cách đây không lâu nó cùng một vị đệ tử thân tín đồng thời biến mất, 8-9 phần là rơi vào tay Vân Thiên Khiếu. Hắn chỉ cần đem nó cho đệ tử thân tín của mình tu luyện. Khi công pháp thành công thì tiền bối có cho rằng vãn bối còn cơ hội sống chứ? Chỉ cần tiền bối ra tay giết hắn, ta nguyện đem hơn phân nửa tài phú tích trữ mấy năm nay của Diệu Âm Môn dâng tặng, ngoài ra còn kèm thêm tất cả nữ tu còn xử nữ trong môn phái nữa. Phạm phu nhân khuôn mặt đau khổ, đem hoàn cảnh nguy hiểm của mình nói ra, sau đó hứa hẹn điều kiện với Hàn Lập. Không có hứng thú, xin mời phu nhân trở về. Mặc dù điều kiện nữ nhân này đưa ra vô cùng mê người, nhưng Hàn Lập không do dự cự tuyệt. Hắn không phải do hoài nghi lời nói của đối phương. Nếu mà nữ nhân này thật muốn lừa gạt, ám toán hắn thì có thể làm bộ như là không biết hắn mà. Âm thầm xuống tay, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ cao hơn một chút. Nguyên nhân căn bản nằm ở việc Hàn Lập không muốn lãng phí thời gian. Phía sau hắn còn có một tên điên đòi mạng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện để giết hắn. Kể cả nữ nhân này có đem cả Diệu Âm Môn tặng lại thì hắn cũng sẽ một cước đá văng. Đối với hắn thì bảo vệ tiểu mệnh của mình mới là quan trọng nhất. Phạm phu nhân thấy vậy cũng có chút nghi hoặc, nhưng sau khi đau khổ cầu khẩn vài câu vẫn thấy Hàn Lập không thay đổi chủ ý, sắc mặt không khỏi biến đổi mấy lần. Rút cuộc mỹ phụ cắn răng nói thêm: "Nếu vãn bối có biện pháp khiến cho tiền bối trở lại nội tinh hải thì tiền bối có bằng lòng ra tay trợ giúp không?" Nói xong mấy lời này, thần tình Phạm phu nhân khẩn trương nhìn Hàn Lập. Đây chính là điều kiện cuối cùng mà nàng có thể trao đổi. Hàn Lập nghe lời này có chút kinh ngạc, nhưng sau đó không do dự trả lời: "Nếu trong 10 ngày có thể khiến giúp ta trở lại nội tinh hải thì việc này có thể thương lượng được. Chẳng qua truyền tống trận không phải là thiếu huyễn mộng thạch sao? Chẳng lẽ lời lúc nãy Phạm tả sứ là giả?" Nói câu cuối cùng thì khuôn mặt của Hàn Lập trầm xuống, thanh âm băng lãnh: "Đương nhiên là không phải. Đối với Vân Thiên Khiếu mà nói thì truyền tống trận thiếu rất nhiều huyễn mộng thạch, nhưng hắn không biết Diệu Âm Môn chúng ta năm đó từng bỏ ra rất nhiều tiền mua các loại tài liệu chân quý, trong đó cũng có cả huyễn mộng thạch. Vốn muốn phân chia cho các phân đường để thiết kế truyền tống trận, nhưng sau khi ra ngoại hải ta cất nó ở trong người. Sau này thấy dã tâm của Vân Thiên Khiếu nên mới đem chúng giấu đi. Nếu không đối phương có thêm viện binh ma đạo trợ giúp thì ngay cả cơ hội thoát thân ta cũng không có." Mỹ phụ giật mình vội vàng giải thích cho Hàn Lập. Nghe đến đó, Hàn Lập vô cùng mừng rỡ nhưng cố gắng án trụ biểu hiện ra bên ngoài, cúi đầu suy ngẫm một chút. Một lát sau hắn ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Đem huyễn mộng thạch lấy ra cho ta xem, sau đó mang ta tới truyền tống trận để ta nhìn một chút. Nếu thật sự có đủ số lượng và tài liệu, ta có thể ra tay một lần." Hàn Lập từ tốn nói ra từng chữ. Điều này, Phạm phu nhân vô cùng mừng rỡ nhưng sau đó lại do dự. "Nếu không làm được như thế, ta sẽ chẳng quản chuyện kia được." Hàn Lập nghi ngờ bổ sung: "Được, tài liệu thì không sao. Ngày mai hay bây giờ tiền bối muốn xem ta sẽ đưa đi, nhưng truyền tống trận được xây dựng hơi xa nơi này. Ngoài ra hơn phân nửa đệ tử trong đó là do Vân Thiên Khiếu bố trí, sợ rằng có chút khó khăn." Phạm phu nhân nhíu mày đáp: "Nếu đã có ý định đối phó với tên kia thì sao còn quan tâm đến mấy tên đệ tử thân tín đó làm gì? Vừa đúng lúc triệt hạ vây cánh của hắn một lần luôn. Tuy nhiên Vân Thiên Khiếu hiện tại ở đâu, có cách xa chỗ này lắm không?" Hàn Lập nghĩ đến điều gì đó, có chút lo lắng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 555, xuất thủ giữ truyền tống trận. Hai ngày sau, ở một hòn đảo nhỏ phía tây gần Song Phong đảo có một đạo ánh sáng màu hồng bay đến. Khi sắp đến nơi thì hào quang thu liễm lại lộ ra thân ảnh của một nam một nữ. Đúng là hai người Hàn Lập cũng Phạm phu nhân. Hàn Lập ngại nữ nhân này chậm chạp nên quyết định dùng độn quang mang nàng tới đây. Truyền tống trận đang ở trên đảo. Đứng trên không, Hàn Lập quay sang, lạnh nhạt hỏi không sai.
trên đảo có 8 đệ tử Diệu Âm Môn trông coi truyền tống trận, chẳng qua trong đó chỉ có 2 người của ta, còn lại đều là người của Vân Thiên Khiếu. Chúng đều có tu vi trúc cơ kỳ, ta không thể chỉ huy được. Phạm phu nhân trịnh trọng nói, biết rồi, gọi người của ngươi ra đi, những kẻ còn lại giao cho ta xử lý. Hàn Lập trên mặt lóe lên sát khí, được, tiền bối, chờ một chút. Phạm phu nhân không chần chừ, lập tức đồng ý, ngón tay hé ra, xuất ra một lá truyền âm phù. Lá phù rung lên, hóa thành một đạo hỏa quang bay về phía tiểu đảo. Hàn Lập thấy rõ, truyền âm phù bay một vòng quanh đồi núi trên đảo rồi trực tiếp hướng tới một khu vực bay xuống. Kết quả là đạo hỏa quang lóe lên, biến mất không còn tung tích, xem ra đã đi vào cấm chế. Một lúc sau bay ra 3 người, 2 nữ 1 nam. Bọn họ thấy Hàn Lập cùng Phạm phu nhân liền bay tới, tham kiến môn chủ. 2 nữ nhân trong số đó có vóc người đầy đặn, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, vừa đến nơi vội vàng thi lễ trước mặt Phạm phu nhân. Sau đó tò mò nhìn Hàn Lập dò xét. Khi thấy tu vi kết đan kỳ của Hàn Lập, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Về phần lão giả áo lam đằng sau 2 nàng, khi thấy Phạm phu nhân chỉ ôm quyền mà thôi. Nhưng khi thấy Hàn Lập thì sắc mặt nhất thời biến đổi, há mồm muốn hỏi điều gì đó. Nhưng lúc này Hàn Lập đã nhận ra địch ta nên cũng không cho hắn cơ hội. Trên mặt xuất hiện một tia sát khí, ngón tay điểm ra, một tia kiếm khí màu xanh xạ xuất nhanh như thiểm điện. Sắc mặt lão giả kinh hoàng, nhưng kiếm quang thật sự quá nhanh. Người này chỉ kịp kêu lên một tiếng, trên đầu đã xuất hiện một cái lỗ to như ngón tay cái, máu chảy ròng ròng. Thi thể lập tức rơi xuống. Hai nữ tử kia thấy cảnh này liền cực kỳ hoảng sợ. Nhưng chứng kiến sắc mặt âm trầm, không chút thay đổi của Phạm phu nhân, hai người cũng hiểu được một chút, liếc mắt nhìn nhau rồi im lặng. Mấy người còn lại tại sao không muốn ra gặp ta? Phạm phu nhân nhìn hai nữ nhân, thanh âm vô cùng lạnh lẽo. 5 người kia đều ở tại pháp trận, đệ tử mang môn chủ cùng tiền bối tiến vào. Một nữ nhân da rẻ trắng hồng, thức thời lập tức trả lời. Ừ, lệ tiền bối sẽ ra tay, mấy người đó tuyệt không thể bỏ qua. Khuôn mặt xinh đẹp của Phạm phu nhân trở nên vô cùng lạnh lùng. Hai nữ nhân nghe thấy lời này lập tức xác định rõ Phạm phu nhân kêu người tới giúp đỡ, định ra tay với Vân Thiên Khiếu. Lúc này đã không còn do dự nữa, dẫn Hàn Lập cùng Phạm phu nhân trực tiếp hướng tới ngọn đồi nhỏ có pháp trận. Mở. Trong đó có một nữ nhân xuống trước, nhân tiện cầm một lệnh bài lấp lánh hồng quang trong tay, mở đường. Lúc này một đạo hào quang từ lệnh bài bắn ra hướng tới ngọn đồi kia. Từng làn sóng hào quang giãn ra, sau đó đột nhiên hiện lên một cái cửa đá màu vàng cao khoảng 4-5 trượng. Chính là ở đây, tất cả bọn họ đều có tu vi trúc cơ trung kỳ, tiền bối phải cẩn thận. Nữ nhân da rẻ trắng hồng kia nhìn Hàn Lập mỉm cười đề tỉnh. Biết rồi. Hàn Lập không chút thay đổi nói, sau đó khoát tay, một đạo cột sáng màu xanh bắn ra. Ầm, cánh cửa đá bị đánh nát vụn, khuôn mặt Hàn Lập không chút thay đổi, trực tiếp xông vào. Hai nữ tu sĩ thấy vậy không khỏi lo lắng nhìn nhau, nhưng Phạm phu nhân đối với Hàn Lập lại tin tưởng 10 phần, vừa nói chuyện cùng hai nữ nhân vừa vội vã đuổi theo. Sau khi tiến vào thạch môn chính là một thông đạo rộng chừng 3-4 trượng, hai mắt Hàn Lập không khỏi nhíu lại. Bởi vì không biết có phải là do cửa đã bị chấn nát nên có 2 người bay tới. Hàn Lập căn bản không nhìn dung mạo đối phương, hé miệng bắn ra 2 khẩu phi kiếm màu xanh lấp lánh, bay vụt về phía 2 tên kia. 2 người đối diện cả kinh, không rõ đã phát sinh chuyện gì. Một tên phóng ra một cái khăn lụa màu đỏ, tên kia phóng ra một cái tiểu thuẫn màu vàng, định tạm thời ngăn cản thế công. Kết quả quang mang vù một tiếng xuyên qua 2 pháp khí khiến cho linh khí của chúng tiết ra ngoài, rơi hết xuống đất. Sau đó quang mang lại lóe lên, 2 tiếng kêu thảm vang lên, thân thể 2 tên kia ngã vật xuống đất. Hàn Lập đi nhanh qua thi thể, không hề có ý định dừng lại, tiến về phía trước. 2 thanh tiểu kiếm tự động quay về, bay xung quanh thân hình của hắn. Theo phía sau chính là Phạm phu nhân, thấy thế vô cùng vui vẻ nhưng phải trì hoãn một chút để xử lý 2 cái thi thể kia. Chờ 3 nữ nhân xuyên qua thông đạo tới một cái đại sảnh lớn hơn 100 trượng thì Hàn Lập đã chắp 2 tay sau lưng, đứng ở giữa phòng.
Dưới chân hắn là một truyền tống trận nhỏ, mặt không chút biểu tình, cúi đầu chăm chú nhìn, dường như đang nghiên cứu cái gì đó. Xung quanh có ba thi thể bị chạm thành mấy khúc, một cổ huyết tinh chi khí tràn ngập cả đại sảnh. Thấy một màn này, Phạm phu nhân khuôn mặt vô cùng vui vẻ, ra lệnh cho hai nữ tử kia dọn dẹp, còn chính mình thì duyên dáng đi qua. Xem ra pháp lực của tiền bối đã đến mức thông huyền, giết tu sĩ trúc cơ kỳ giống như giết gà mà phải dùng dao mổ trâu vậy. Nữ nhân này đi đến bên Hàn Lập mỉm cười khen ngợi. Tu sĩ trúc cơ kỳ đối với ta mà nói không tính là cái gì, pháp trận này theo như lời ngươi nói chính là truyền tống trận. Hàn Lập tâm trí hoàn toàn đặt vào trận pháp dưới chân, chỉ ứng phó một câu mà thôi, rồi sau đó ý tứ dẫn dắt đến vật đang nằm trước mắt. Không sai, tiền bối cũng nhìn ra pháp trận này đã kiến tạo được 8-9 phần. Chỉ cần có thêm huyễn mộng thạch là lập tức có thể sử dụng. Mà huyễn mộng thạch 2 ngày trước tiền bối cũng đã tận mắt nhìn thấy. Thiếp thân thực sự không có lừa gạt tiền bối chứ. Đôi mắt sáng trong của Phạm phu nhân chuyển động nói. Nếu phu nhân đã nói thế thì Vân Thiên Khiếu sẽ do ta xử lý. Nhưng mà pháp trận này thực sự truyền tống tới Hoàng Minh Đảo ở Nội Tinh Hải sao? Theo ta được biết kia đó chính là một hòn đảo trung bình. Người ma đạo tại sao lại đem pháp trận thiết kế ở đó vậy? Hàn Lập nhìn pháp trận, nhướng mày hỏi. Cái này thiếp cũng đã nghe Vân Thiên Khiếu nói qua. Nghe nói ở Hoàng Minh Đảo nguyên thời thượng cổ có một cái truyền tống trận bị hỏng. Ma đạo liền cải tạo một chút rồi đem sử dụng. Tuy nhiên nó chỉ có thể truyền đi mà không thể truyền lại nên ma đạo cũng không có sử dụng nhiều. Nếu không phải chỉ có truyền tống trận đó mới có thể truyền tống cự ly dài đến ngoại tinh hải thì Vân Thiên Khiếu cũng không có tuyển chọn nó. Tiền bối đi đến sẽ không gặp phải rắc rối gì đâu. Phạm phu nhân vội vàng giải thích cho Hàn Lập nghe. Nàng hiện tại cũng biết Hàn Lập đối với việc truyền tống rất coi trọng, tự nhiên không dám chần chờ. Nghe thấy thế Hàn Lập gật đầu, cũng không có nói thêm gì, chỉ cần nơi đây không có lão quái nguyên anh kỳ nào trấn thủ thì bằng vào thần thông của mình. Hắn dù vào đầm rồng hang hổ cũng không phải lo lắng nhiều, dù có mạo hiểm hắn cũng vẫn liều, bởi vì so với bay từ ngoại tinh hải về nội tinh hải vẫn tốt hơn nhiều. Hơn nữa Hàn Lập tự tin Phạm phu nhân căn bản cũng chẳng cần dối gạt hắn làm gì. Cẩn thận đánh giá truyền tống trận vài lần, Hàn Lập xoay người nhìn Phạm phu nhân nói, nhanh kêu trận pháp sư tới đây. Hoàn thành trận pháp, ta giúp ngươi giết Vân Thiên Khiếu, sau đó phải lập tức truyền tống ngay. Hiện tại trở về đợi vị Vân trưởng lão đi, theo như ngươi nói thì nhiều lắm 5-6 ngày nữa hắn sẽ xuất hiện để tự mình chủ trì sự tình phường thị ở Song Phong Đảo. Nói xong hết thảy, sắc mặt Hàn Lập âm trầm, bước nhanh ra ngoài. Thời gian từng ngày trôi qua, trong lòng Hàn Lập không nhịn được trở nên lo âu. Hắn rất rõ ràng một điều rằng nếu thời gian lưu lại một chỗ càng dài thì khả năng bị yêu, thú phong huy tìm đến trước cửa càng lớn. Nhưng khiến Hàn Lập bất đắc dĩ chính là theo lời của phong huy, cái phong linh kính kia sẽ tiêu biến, nhưng đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra. Không biết đoạn thời gian mà tên yêu thú kia nói rút cuộc là dài bao lâu, chẳng lẽ là 1 năm, hay nhiều hơn, vài chục năm sao, hay đó chỉ là lời lừa gạt. Hắn mấy lần dùng phệ kim trùng đã biến nhỏ đột nhập vào trong bụng thôn phệ từ từ phong linh kính, nhưng ngay lần thử thứ nhất đã biết phương pháp này căn bản không được. Phệ kim trùng muốn thôn phệ nó thì trước tiên phải phá ích tà thần lôi, thế nhưng chỉ cần tầng ngoài của ích tà thần lôi khẽ động, phong linh kính lập tức phát tác, khiến hắn phải vội vàng bổ sung kim sắc điện hồ. Vì thế nếu không phải việc tiêu diệt Vân Thiên Khiếu chẳng phí chút sức lực nào thì hắn căn bản sẽ chẳng ở lại địa phương này lâu như vậy. Dù sao thì trong lòng hắn vẫn có chút gì đó thấp thỏm bất an, cảm giác như sẽ xảy ra điều gì không hay. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 556, Dụ Phục. Trở lại Song Phong Đảo, Phạm phu nhân dưới sự trợ giúp của Hàn Lập đem tất cả các tu sĩ thuộc về phe của Vân Thiên Khiếu mà diệt trừ, sau đó bắt đầu tại phường thị chờ đối phương. 5 ngày sau, Hàn Lập ở trong phòng dưỡng thần, Phạm phu nhân ngay ngắn ngồi đối diện, sắc mặt âm tình bất định. Đúng lúc này ở bên ngoài hiện lên một đạo quang ảnh.
Phạm phu nhân đôi mắt sáng ngời, bàn tay nhẹ phất, ánh lửa bay từ bên ngoài vào lòng bàn tay. Vài câu nói gấp gáp của một nữ nhân theo ánh lửa truyền ra. Môn chủ, không hay. Vân trưởng lão đã trở về, Diệu Hạc chân nhân đi cùng với hắn, hiện đã tiến vào bên trong phường thị. Môn chủ, người hãy mau chuẩn bị. Cái gì? Diệu Hạc lão quỷ cũng đến. Phạm phu nhân kinh hãi đem truyền âm phủ xé nát, sắc mặt vô cùng khó coi. Diệu Hạc Bích Vân, môn. Hàn Lập mở to mắt, hơi biến sắc, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại. Không phải hắn thì còn ai vào đây nữa? Hiện tại có muốn ngừng cũng không thể, thủ hạ của Vân Thiên Khiếu đã bị giết hết rồi. Hắn chỉ cần liếc qua một chút là có thể biết là có biến. Phạm phu nhân sắc mặt xanh mét nói. Nhưng sau khi thấy thái độ bình tĩnh của Hàn Lập, trong mắt lại lóe lên tia hy vọng. Hàn Lập thấy nữ nhân này nhìn mình chằm chằm, cũng không có tức giận nói. Phu nhân có ý gì? Chẳng lẽ bảo ta tìm tu sĩ Nguyên Anh kỳ để liều mạng sao? Bất quá hắn cũng không có kinh hoàng. Một khi đã không phải là đám gia hỏa Man Hồ Tử, Vạn Thiên Minh, thì hắn dù không thắng được nhưng cũng có thể vỗ mông mà bỏ chạy. Đặc biệt là sau khi có pháp bảo Phong Lôi Xí, hắn càng tự tin là có thể thoát khỏi tay của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nếu còn chút cơ hội, hắn đương nhiên sẽ làm theo kế hoạch, dùng truyền tống trận trở về nội tinh hải. Bởi vậy miệng Hàn Lập dù nói thế nhưng tâm thần lại chấn định rất nhanh. Phạm phu nhân nghe thấy Hàn Lập nói như vậy thì khuôn mặt lại càng tái hơn, ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể có chút chao đảo. Nhưng một lát sau, ánh mắt Hàn Lập trở nên sắc bén, khẽ liếm môi trầm giọng nói, không biết Diệu Hạc cùng Vân Thiên Khiếu có quan hệ gì. Nếu ta ra tay giết Vân Thiên Khiếu, hắn liệu có nhất định báo thù không? Nghe Hàn Lập hỏi, Phạm phu nhân có chút bất định, nhưng lập tức hiểu ra mà vui mừng trả lời, làm gì có quan hệ gì. Vân Thiên Khiếu chỉ dùng nữ nhân của Diệu Âm Môn chúng ta làm cầu nối đặt chút quan hệ mà thôi. Mặc dù hắn cùng Vân Thiên Khiếu cùng hành tàu, nhưng nếu hứa hẹn cung cấp nhiều điều kiện hơn thì hắn nhất định sẽ không gây chuyện với Diệu Âm Môn ta. Bất quá, Vân Thiên Khiếu phải không kịp cầu cứu hắn mới được. Nếu không lão ta nhất định sẽ ra mặt. Vậy thì được, ngươi dẫn Vân Thiên Khiếu tới căn phòng cách vách này, ta sẽ, trong nháy mắt diệt hắn, khiến cho hắn không có thời gian hướng lão đạo cầu cứu. Chỉ cần ngươi trở thành môn chủ thật sự thì lão đạo sẽ không còn gì để nói nữa. Sau đó ngươi dùng nhiều điều kiện tốt đáp ứng. Mượn chút sức của Diệu Hạc là được. Hàn Lập bình tĩnh phân tích tình thế cho Phạm phu nhân. Tốt, chuyện đã như thế này chỉ còn đường liều mạng thôi. Tiền bối nhất định phải dốc toàn lực, trong thời gian ngắn giết Vân Thiên Khiếu mới được. Tiền bối hãy tạm tới một căn phòng ở phía sau, việc còn lại để tiện nữ lo. Phạm phu nhân cũng không phải là một nữ nhân bình thường, bị buộc vào đường cùng đành cắn răng mà làm theo. Hàn Lập nghe thế cũng không có chậm trễ chút nào, nhanh chân bước tới thính đường. Ngay sau thính đường có rất nhiều phòng trống nhỏ. Sau khi đi tới cổng của thính đường, Hàn Lập đột nhiên nghĩ tới cái gì, chân ngừng lại, sắc mặt lạnh lẽo quay người hỏi. Phạm môn chủ, sau khi ta giết chết Vân Thiên Khiếu, nếu người lại muốn vạch trần thân phận của ta, trở lại lấy lòng Diệu Hạc thì sao? Mặc kệ phu nhân có suy nghĩ này hay không, ta muốn để tỉnh ngươi một chút. Với thủ đoạn của ta hiện nay, dù Hàn Mỗ không phải là đối thủ của Diệu Hạc nhưng muốn chạy thoát khỏi tay lão thì rất dễ dàng. Đến lúc đó, ta làm chuyện gì ắt phu nhân cũng hiểu. Những lời này coi như là lời cảnh cáo của ta, phòng ngừa phu nhân nhất thời nói ra, làm ra chuyện không tốt với ta. Hàn Lập nói xong thì thanh âm trở nên lạnh lẽo vô cùng. Phạm phu nhân nghe thế không khỏi ngẩn người biến sắc, khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ. Tiền bối lại nói đùa rồi, thiếp thân làm sao có thể lấy oán báo ân chứ? Huống hồ, trưởng lão cũng không phải là một tu sĩ kết đan kỳ bình thường, thiếp thân như thế nào lại không biết. Xin tiền bối cứ yên tâm, sau khi người giết xong Vân Thiên Khiếu, thiếp thân nhất định sẽ làm đúng như là giao kèo giữa chúng ta. Nữ nhân này thần sắc tự nhiên, sau đó chỉ trời mà thề độc. Hàn Lập nghe xong nhìn kỹ Phạm phu nhân vài lần, sau đó mới quay đầu, tiến vào bên trong thạch môn, đi qua một đoạn thông đạo ngắn, bước vào gian phòng cuối cùng. Gian thạch thất này hơi nhỏ một chút,
nhưng lại hoàn toàn bố trí giống như thính đường. Thân hình Hàn Lập chợt lóe, sau đó lại xuất hiện tại chiếc ghế dựa. Hắn ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, thu liễm linh khí không còn một chút nào, phòng ngừa bị bọn Diệu Hạc phát giác. Hắn tin tưởng với tu vi kết đan hậu kỳ của mình có thể giấu được lão quái Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng cái này cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Có giấu được Diệu Hạc hay không hắn cũng chỉ có thể nắm chắc 7-8 phần. Tất cả chỉ có thể cố gắng hết sức. Ở phòng bên, Phạm Phu Nhân đang ở trong một tâm trạng vô cùng lo sợ. Nàng mặc dù nghe Hàn Lập nói vô cùng tự tin, nhưng lại không biết bằng tu vi của Hàn Lập có khả năng trong khoảnh khắc đánh chết Vân Thiên Khiếu hay không. Mặc dù lần trước trong giao hoán hội, Hàn Lập đã bộc lộ tu vi, nhưng nàng rất rõ trong đó có bao nhiêu phần là kết quả do bất ngờ tạo ra. Bất quá, nàng cũng là người có tâm cơ thâm trầm nên mạnh mẽ vận dụng tâm pháp áp chế tạp niệm xuống, an vị tại ghế chủ tòa, khẽ đảo ly trà trong tay, nhẹ nhàng thưởng thức. Nàng mượn cử động này khiến cho thần sắc rất nhanh trở lại bình thường. Lúc này, bên ngoài thạch môn truyền đến một tràng tiếng động. Một lát sau, một nho sinh cùng một trung niên đạo sĩ trước sau bước vào bên trong căn phòng. Diệu Hạc tiền bối, Vân trưởng lão Phạm Phu Nhân khuôn mặt có vẻ lộ ra thần sắc ngoài ý muốn hô lên, nhanh chóng đặt chén trà trên tay xuống, vội vàng đứng lên hướng Diệu Hạc chân nhân thi lễ. Diệu Hạc chỉ lạnh nhạt hơi gật đầu, không hề nói câu gì, bộ dáng như là một cao nhân. Nhưng Vân Thiên Khiếu sau khi tiến vào nội đường, nhìn quanh một chút, lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ nghi hoặc. Sao lại không có vật cầm hầu hạ bên người môn chủ? Chẳng lẽ nàng ta dám nhàn nhã vui chơi sao? Ta nhất định phải giáo huấn nàng ta một trận mới được. Vân Thiên Khiếu sau khi đáp lễ, như là tức giận nói. Vận cầm, cô ấy. Phạm Phu Nhân hơi chần chừ, liếc mắt nhìn Diệu Hạc, bộ dạng ấp a ấp úng. Môn chủ, Diệu Hạc tiền bối cũng không phải là người ngoài, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Vân Thiên Khiếu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ không vui nói. Nếu đã như thế, thiếp thân xin nói thẳng. Vận Cầm đang tiếp đãi một vị tán tu, trên tay hắn có một số huyễn mộng thạch muốn bán. Nha đầu Vận Cầm kia muốn đích thân cùng người này giao thiệp. Phạm Phu Nhân thấy cảnh này, cũng ra vẻ không hài lòng trả lời. Cái gì? Huyễn mộng thạch? Vân Thiên Khiếu xoay mặt cùng Diệu Hạc muốn nói gì đó, vừa nghe thế thì thân thể không khỏi run lên, nét mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Diệu Hạc chân nhân nghe thế, trong mắt tinh quang chợt lóe, hai mắt khép hờ lại. Hừ, đệ tử của Vân trưởng lão thật giỏi, dám cùng người đó một mình nói chuyện không cho môn chủ ta tham gia. Phạm Phu Nhân nói như thể là đang có một bụng hờn dỗi, sắc mặt lạnh lẽo. Khụ, Vân Cầm đúng là đã quá bổn phận, nhưng ta tin nàng ta cũng không phải là cố ý. Môn chủ, bọn họ hiện đang ở nơi nào? Ta có chút lo ngại. Vân Thiên Khiếu ho khan vài cái, bâng quơ vài câu, sau đó quay mặt nhìn Diệu Hạc, bộ dáng vô cùng cung kính. Diệu Hạc tiền bối, người trước hết chờ ta một chút, ta xử lý chút chuyện nhỏ, tiếp theo sẽ quay lại bàn bạc chút chuyện mà chúng ta đã nói với nhau trên đường. Nếu Vân đạo hữu đã có chuyện quan trọng cần xử lý, thì bần đạo ngồi đây một chút cũng không sao. Diệu Hạc chân nhân mỉm cười, không để ý nói. Vân Thiên Khiếu sau khi nghe rõ lời ấy, vô cùng mừng rỡ. Sau đó, ánh mắt nhìn vào Phạm Phu Nhân. Vân trưởng lão đi theo ta. Ta dẫn người đi. Phạm Phu Nhân miễn cưỡng nói, từ từ hướng thạch môn đi ra, có vẻ rất là không tình nguyện. Vân Thiên Khiếu tâm tình sớm đã bị huyễn mộng thạch thu hút hết. Nhìn thấy cử động của Phạm Phu Nhân như thế, tia nghi ngờ cuối cùng cũng biến mất, vội vàng theo sát. Mà Diệu Hạc thì liếc theo bóng hai người, rồi tự tìm ghế mà ngồi xuống. Một trước một sau, Vân Thiên Khiếu đã theo Phạm Phu Nhân đi đến một gian thạch thất cửa đóng kín ở cuối thông đạo. Đến rồi, các ngươi cứ từ từ mà nói. Dù sao thì chuyện này, môn chủ ta căn bản có cũng như không. Phạm Phu Nhân hừ một tiếng, chỉ ngón tay về phía thạch thất, tựa như là mang theo một bụng bất mãn mà bỏ đi. Vân Thiên Khiếu thấy thể chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó không thèm để ý đẩy cửa bước vào. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyện đọc việt.com.
Chương 557, ý ngoại sậu khởi. Sau khi bước vào bên trong căn phòng, Vân Thiên Khiếu nhìn thấy một nam nhân đang ngồi ở giữa phòng. Trong tay có một vật chói mắt, tựa hồ như đang chơi đùa gì đó. Hắn kinh ngạc nhìn trái nhìn phải cũng không có thấy Vận Cầm. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó rùng mình, tinh thần trở nên cảnh giác. Các hạ là ai? Nha đầu Vân Cầm đâu? Hắn nhìn nam tử chậm rãi nói. Pháp bảo trong cơ thể ở trong tư thế sẵn sàng phát động. Hắc hắc, Vân huynh một thời gian lâu như vậy đã quên tại hạ sao? Nam tử đó khẽ cười một tiếng, đưa tay hướng về phía hắn. Là ngươi? Vân Thiên Khiếu thấy rõ gương mặt của nam tử, sắc mặt nhất thời biến đổi, không hề suy nghĩ, thân hình hóa thành một đạo độn quang mà bay đi. Dừng. Theo thanh âm của nam tử, trên tay tỏa ra một đạo ánh sáng màu hồng, đột nhiên bay tới. Sau khi ánh sáng chợt lóe thì trên người Vân Thiên Khiếu xuất hiện 5 cái đồng hoàn, mấy cái đồng hoàn này cùng ngân lên, đồng thời khóa chặt lại. Vân Thiên Khiếu quát to một tiếng, thân thể bị mang trở lại. Hắn kinh hãi muốn phóng pháp bảo ra, nhưng trong cơ thể pháp bảo hoàn toàn không nhúc nhích, như là đang bị giam cầm vậy. Diệu Hạc tiền bối, mau cứu mạng. Vân Thiên Khiếu hồn vía bay lên trời, bất chấp mọi chuyện, hoảng sợ hét lên. Hắn cũng chỉ có thể nói ra một câu duy nhất này. Nam tử phía trước khẽ mấp máy miệng, một đạo cầu vồng bay đến, nhanh chóng chém đứt cái đầu của hắn xuống. Sau đó nam tử không hề chần chừ mà ngoắc tay một cái, túi chữ vật liền bay đến, ngũ hành hoàn cùng thanh quang cũng quay trở lại người Hàn Lập. Những động tác liên tiếp này, nhanh như chớp trong phút chốc đã hoàn thành. Ngay khi mà túi chữ vật tới tay Hàn Lập thì oanh một tiếng xé gió nhanh chóng lao tới. Vách đá trên tường bỗng nhiên bị phá ra, thấp thoáng trong lớp tro bụi là thân hình của Diệu Hạc chân nhân. Lão đạo âm trầm liếc thân thể không đầu ở trên mặt đất, sau đó nhìn Hàn Lập, sát khí chợt lóe, trong miệng khẽ gầm lên, muốn chết. Theo ngón tay bắn ra, một đạo bạch quang chói mắt vô cùng nóng, trong nháy mắt hướng về phía Hàn Lập. Hàn Lập đồng tử co rút lại, trong lòng phát lạnh. Ngũ hành hoàn trong tay nhanh chóng biến lớn, hóa thành cự hoàn nhiều màu, bao lấy hắn ở bên trong. Đồng thời bàn tay mở ra, hai viên ngọc như ý màu vàng và hồng xuất hiện. Đây là lần đầu tiên từ sau khi tu vi Hàn Lập thăng tiến, dựa vào cổ bảo nghênh chiến trực tiếp với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Tâm lý dĩ nhiên có một phần là muốn dò xét, bởi thế tuy khuôn mặt trấn tĩnh nhưng tinh thần lại bất ổn. Một chút nắm chắc cũng không có. Phành một tiếng vang lên, bạch quang cũng ngũ sắc cuối cùng cũng va chạm. Hàn Lập cảm thấy thân thể như là bị búa tạ đánh trúng, thân thể bay ra, va mạnh vào thạch bích đằng sau khiến cho cả động rung chuyển. Ồ! Trong khi Hàn Lập đang choáng váng, hoa mắt chóng mặt thì đối diện lại vang lên một âm thanh kinh ngạc. Trước mắt bạch quang lại phát động, Hàn Lập hít hơi, đem ngọc như ý hung hăng vung lên. Trong màn hào quang ngũ sắc, xuất hiện hai luồng ánh sáng màu hồng và vàng. Lại là một kích, vô cùng mạnh mẽ, so với lúc trước còn có phần kinh khủng hơn. Hắn thụt lùi vài bước rồi lảo đảo, thân hình cố gắng đứng vững. Hàn Lập trong lòng bình tĩnh, đồng thời tâm niệm vừa động, một đôi cánh màu trắng xuất hiện sau lưng. Oành, ù, ù, tiếng sấm cùng tiếng gió hòa vào nhau. Hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, vừa lúc tránh khỏi công kích tiếp theo của bạch quang. Lúc này Hàn Lập mới thấy rõ bạch quang kia là cái gì. Đó là một cái chùy nhỏ bằng ngọc. Trên đầu chùy có rất nhiều phù văn, chỉ lớn chừng bàn tay, tỏa ra linh khí kinh người. Diệu Hà không thể đánh chúng, khuôn mặt hơi biến sắc. Thân hình khẽ động vù một tiếng, tiểu chùy quay trở về trong tay áo rộng thùng thình. Không thể tin được trên người một tu sĩ kết đan kỳ lại có nhiều cổ bảo như vậy. Ngươi tên gì? Diệu Hạc trong mắt hiện ra một tia sắc bén hỏi. Hàn Lập mở miệng định nói thì Phạm phu nhân đẩy thạch môn tiến vào bên trong. Diệu Hạc tiền bối, người này là Lệ tiền bối mà vãn bối mời tới để giúp đỡ ứng phó với Vân Thiên Khiếu. Xin tiền bối yên tâm, tặc tử này đáp ứng người điều gì thì vãn bối sẽ đáp ứng bồi thường gấp đôi. Phạm phu nhân cung kính thi lễ với Diệu Hạc chân nhân mà nói. Nghe lời này, trán Diệu Hạc nhíu lại, ánh mắt lưu chuyển trên thi thể dưới đất,
sắc mặt lưỡng lự. Hàn Lập chỉ đứng ở một bên không nói câu nào. Nhưng Phạm Phu Nhân thấy điệu bộ này của Diệu Hạc, tâm tình không khỏi có chút khẩn trương. Tốt, một khi đã là chuyện nội nộ của Diệu Âm Môn, ta sẽ không can thiệp. Phạm Môn Chủ đừng quên những điều vừa nói. Diệu Hạc khôi phục lại vẻ bình thường, chậm rãi nói. Xin tiền bối yên tâm, thiếp thân sao dám nuốt lời. Phạm Phu Nhân như là gỡ được mối vướng mắc trong lòng, cười tươi như hoa cam đoan nói. Lão đạo gật đầu, sau đó liếc nhìn Hàn Lập một cái, khuôn mặt đầy vẻ hồ nghi. Vị đạo hữu này trước đây tu hành ở nơi nào? Khuôn mặt rất lạ, hắn trầm mặc một chút, rồi đột nhiên mở miệng hỏi. Vãn bối. Hàn Lập dùng mình, suy nghĩ một chút, định nói vài câu đánh tan nghi ngờ của vị lão tiền bối này. Nhưng hắn vừa mới nói xong hai chữ thì trên mặt thanh quang chớp động, ánh mắt đại biến. Phong linh kính trong cơ thể bị kim ti bao vây, ngay lúc này lại bộc phát mãnh liệt. Xem bộ dáng hung mãnh này thì có thể thấy liệt phong thú Phong Hy rõ ràng là đang ở cách đây không xa. Hàn Lập kinh hãi, đem 10 thành công lực áp chế mới có thể mang phong linh kính trở lại trạng thái bình thường. Nhưng chỉ như vậy, trên người hắn cũng đã xuất ra đầy mồ hôi lạnh. Hàn Lập trải qua nguy cơ này vừa mới kịp hít một hơi, thì thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệu Hạc chân nhân. Ánh mắt hắn còn có một tia vui mừng xen lẫn sợ hãi cực kỳ cổ quái. Hàn Lập thấy cảnh đó, đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó nghĩ tới một chuyện. Sờ khuôn mặt mình một chút, quả nhiên là hoán hình quyết đã mất tác dụng. Hắn đã trở lại khuôn mặt của chính mình. Hàn Lập, Diệu Hạc chân nhân vẻ mặt dữ tợn, hô lên tên của Hàn Lập. Hàn Lập nhất thời xanh mặt, thầm kêu khổ. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Hai cánh sau lưng chợt lóe, trong tiếng sấm thân hình đột nhiên biến mất. Mà cùng lúc đó, tay áo của lão đạo vung lên, cũng biến mất không bóng dáng. Trong phòng chỉ còn lại Phạm Phu Nhân, thần tình đầy vẻ phức tạp. Trên bầu trời của Song Phong Đảo, ngân quang chớp động, thân hình Hàn Lập đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Sau đó một khắc, một đạo bạch quang cũng lóe lên hướng về phía Hàn Lập bay tới. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống. Tích tà thần lôi trong cơ thể mạnh mẽ hướng tới phong lôi xí, cùng với tiếng sấm Hàn Lập lại biến mất rồi xuất hiện cách đó trăm trượng, sau đó lại biến mất, rồi lại xuất hiện. Trong nháy mắt, Hàn Lập đã hóa thành một hắc điểm càng lúc càng xa. Diệu Hạc chân nhân trong bạch quang thấy cảnh này, tâm lý có chút hoảng sợ. Hắn không cần suy nghĩ nhiều mà cho rằng hai cánh ở sau lưng Hàn Lập chính là do bảo vật trong hư thiên đỉnh tạo ra, nên trong lòng càng phát nóng. Hắn hô khẽ một tiếng, liền hóa thành một đạo cầu vồng chói mắt. Trong không trung lập tức truyền đến những tiếng xẹt xẹt xé gió, cầu vồng cũng hóa thành một quang điểm, hướng về phía Hàn Lập ở xa xa mà đuổi tới. Trong nháy mắt, quang điểm cùng hắc điểm đều biến mất. Hàn Lập ở phía trước dùng ích tà thần lôi kích thích phong lôi xí bay với tốc độ cực nhanh khiến cho người ta sợ hãi, đem Diệu Hạc chân nhân bỏ rất xa ở đằng sau. Theo tốc độ này thì không bao lâu có thể bỏ rơi lão đạo. Nhưng lúc này, phong linh kính lại thường xuyên phát tác. Cơ hồ thời gian chừng một bữa cơm là nó lại phát tác một lần. Bước Hàn Lập không thể nào không dừng lại để dùng linh khí áp chế không cho phong linh kính phản phệ. Nhờ trì hoãn như thế nên Diệu Hạc chân nhân lại có cơ hội dùng thần thức gắt gao đuổi theo hắn không tha. Nhưng đây không phải là điều mà Hàn Lập lo lắng. Cái chính là phong linh kính càng ngày càng trở nên lợi hại, chứng tỏ Phong Hy đang đến ngày càng gần. Điều này làm cho Hàn Lập lo lắng vô cùng. Bất đắc dĩ, hắn hướng tới hòn đảo nhỏ có truyền tống trận mà bay đi. Hắn hy vọng theo mệnh lệnh của Phạm Phu Nhân thì nó đã được hoàn toàn sửa xong. Chỉ cần trước khi Diệu Hạc cùng Phong Hy có thể đuổi tới nơi này, hắn có thể trốn vào đảo thì còn hy vọng sống sót. Dù tốc độ của phong lôi xí vô cùng nhanh, nhưng cũng tiêu hao ích tà thần lôi không ít. Bởi vậy Hàn Lập sau khi đem Diệu Hạc bỏ xa liền thu hồi cánh, khoác huyết sắc phi phong lên người. Sau đó lại hóa thành một đạo quyết quang, hướng tới đảo nhỏ mà bay đi. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 558, Liệt Phong tái hiện. Hàn Lập một mặt gấp rút độn quang phi hành,
một mặt cực lực áp chế dị trạng bên trong cơ thể. Phong linh kính phát tác, khiến cho thân thể hắn run lên nhẹ nhẹ, càng lúc càng khó khống chế. Điều này khiến cho trong lòng Hàn Lập ngày một trầm trọng. Đến bây giờ hắn mới biết không phải là Phong Hy vì luyện chế pháp bảo mà hao tổn nguyên lực. Nguyên nhân chính là hắn phải áp chế lục dịch phản phệ, cho nên lúc ấy uy lực thúc dục phong linh kính giảm đi nhiều. Nếu không ngày đó có bỏ rơi được yêu thú này hay không cũng là chuyện khó nói. Nhưng khi nhìn thấy hòn đảo nhỏ xa xa, Hàn Lập tâm lý có chút nhẹ nhõm. Vốn phải tốn 2 ngày lộ trình, nhưng bởi tốc độ của hắn vô cùng cao nên chỉ cần phân nửa thời gian là có thể tới nơi. Chỉ cần truyền tống trận hoàn thành thì hắn có thể bình yên trở về nội tinh hải. Dù còn cố kịp một vài lão quái nguyên anh kỳ, nhưng so với ở đây bị yêu thú liệt phong thú kia với tốc độ biến thái kia truy bắt thì còn tốt hơn nhiều. Khi Hàn Lập đang đánh giá tình thế thì đằng sau vang lên thanh âm của Diệu Hạ chân nhân. Hàn đạo hữu, bần đạo không có ác ý, chỉ là muốn lấy một viên bổ thiên đan mà thôi. Đạo hữu cần gì phải bay xa cả ngàn dặm như vậy? Thanh âm ung dung của Diệu Hạc chân nhân truyền đến, bình thản mà an tường, không có một chút tức giận, lại mơ hồ có vẻ hiền từ, làm cho người khác dễ dàng nhận thấy không có chút địch ý nào, lại dễ khiến nảy sinh hào cảm. Hàn Lập nghe thế lại hoàn toàn không thấy có chút hào cảm nào cả, trong lòng còn thầm mắng to. Bởi vì dùng huyết sắc phi phong nên tốc độ đại giảm, quay đầu lại có thể nhìn thấy thân ảnh của Diệu Hạc chân nhân ở xa xa. Lão đạo này cũng không biết tu luyện pháp môn gì, lại có thể đuổi ngay sát hắn. Thanh âm ngập tràn mê hoặc không ngừng làm phiền hắn. Hàn Lập nhất thời không đề phòng, thiếu chút nữa thì không còn đường mà chạy. May mắn đại diễn quyết trong cơ thể tự động vận hành hộ thân, làm cho hắn kịp thời tỉnh ngộ, mới tránh khỏi cảnh chui đầu vào giỏ. Dù thế cũng đủ để khiến cho Hàn Lập toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Mê hồn thuật mà Nguyên Anh kỳ thi triển thật là vô cùng lợi hại, trình độ của Phạm phu nhân còn xa mới có thể sánh bằng. Về phần lời nói của lão đạo là muốn đổi bổ thiên đan, hoàn toàn không có chút ác ý, thì trừ khi đầu óc ngu độn mới tin là thật. Mắt thấy hòn đảo nhỏ ngay trước mắt, Hàn Lập không dám chậm trễ. Màu đỏ của phi phong chợt lóe, phi độn vào đảo. Nhưng đúng lúc này, chân trời đối diện chớp động ánh sáng, tiếp theo là một tiếng rít xuyên thấu trời vang lên. Một điểm đen mơ hồ xuất hiện, trong nháy mắt, điểm đen lại phóng đại lên vài lần, đúng là một tốc độ khủng khiếp, rất nhanh bay đến nơi này. Hàn Lập vừa thấy thì trong lòng kinh hãi. Cho dù chưa thấy rõ hình dáng đối phương, nhưng chỉ với tốc độ này thì không thể còn ai khác ngoài yêu thú liệt phong thú 9 cấp kia. Hàn Lập miệng đắng ngắt, không suy nghĩ nhiều. Sau lưng lại sáng loà ánh sáng, một đôi cánh lại hiện ra. Nếu mà yêu thú này đã xuất hiện, hắn chỉ còn cách tới hòn đảo nhỏ kia trước mới có cơ hội sống sót. Nếu không, cho dù bây giờ hắn xoay người bỏ chạy thì dù cho ích tà thần lôi có cạn kiệt thì cũng chưa chắc đã bỏ rơi được tên yêu thú đó. Nghĩ tới đây, thân thể Hàn Lập lại biến mất trong tiếng sấm. Cả người hóa thành một đạo điện hồ màu bạc, trong phút chốc hướng về hòn đảo mà phi độn tới. Diệu Hạc ở đằng sau nghe thấy tiếng rít kia, sắc mặt nhất thời đại biến. Dù lão không biết người đến là ai, nhưng mơ hồ nhận ra đó là một nhân vật vô cùng lợi hại. Mà thấy Hàn Lập điên cuồng phóng đi thì cho rằng kẻ đó cũng là do việc cướp hư thiên đỉnh mà tới, trong lòng vô cùng khẩn trương. Diệu Hạc trong tình thế cấp bách, không tiếc hao tổn chân nguyên, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Ngụm máu này sau khi rời khỏi miệng thì hóa thành một mảng lớn huyết vụ, đem lão đạo ẩn vào bên trong. Trên áo của lão đạo có hình một con bạch hạc, ánh sáng lóe lên, đem huyết vụ ở phụ cận hút hết vào bên trong. Hình vẽ bạch hạc kia trong phút chốc hóa thành màu đỏ. Diệu Hạc không chần chờ, thân hình xoay chuyển, làm cho lớp áo trắng phát ra một tiếng ông ông. Trên bầu trời hiện lên một quầng ánh sáng chói mắt, một con hạc đỏ như máu bắt đầu lan tỏa ra từ trên người lão. Con hạc này vô cùng to lớn, toàn thân màu đỏ, hai mắt xanh biếc. Diệu Hạc thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm, thân hình thoáng chốc đã cưỡi lên trên người huyết hạc. Sau đó hắn vỗ lên trên đầu hạc, lục quang trong mắt huyết hạc lóe lên, hai cánh mở ra,
trong phút chốc đã mang lão đảo phóng đi ngoài 10 trượng. Tốc độ dù không bằng Hàn Lập khi thuấn di bằng lôi độn, nhưng so với trước kia thì nhanh hơn gấp bội. Vì vậy mà trên bầu trời xuất hiện một màn quỷ dị. Hàn Lập ở phía trước dùng phong lôi sĩ di động quỷ mị, đối diện chính là một bóng đen không ngừng lao đến vùn vụt, đằng sau là Diệu Hạc cưỡi huyết hạc đuổi theo. Nhưng chỉ trong vài cái nháy mắt, Hàn Lập đã tới hòn đảo nhỏ. Lúc này bóng đen đối diện với tốc độ khó mà tưởng tượng, chỉ còn cách hắn hơn ngàn trượng. Hàn Lập liếc mắt đã thấy rõ đối phương, trong lòng không khỏi run lên. Xa xa xuất hiện một yêu thú, thân trên là thân chim, thân dưới lại là một cái đuôi cá khổng lồ. Đôi cánh chim dài hơn trượng, cùng hai móng vuốt vô cùng sắc bén. Dưới bụng có vảy cá lớn cả tấc, thanh quang lập lòe. Phong Hy đã hiện ra bản thể là liệt phong thú để đuổi giết. Tuy khi yêu thú cấp cao hiện nguyên hình cùng con người tranh đấu có chút bất tiện, nhưng lại có thể mang thiên phú của yêu thú phát huy đến cực điểm. Chỉ riêng tốc độ của liệt phong thú thôi đã nhanh đến mức khủng bố rồi. Hàn Lập hít sâu một hơi, không dám tiếp tục trì hoãn. Người đã ở phía trên của lớp bảo vệ của đảo. Sau đó hào quang chợt lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Yêu thú vừa thấy cảnh này thì miệng rít lên một tiếng, hai cánh vỗ mạnh vài lần. Hơn ngàn trượng khoảng cách lập tức bị thu lại, lập tức tới ở ngay phía trên đảo. Tiếp theo thanh quang lại chớp động, yêu thú liền biến thành hình người. Đúng lúc đó, Diệu Hạc cưỡi huyết hạc cũng bay đến nơi. Hắn thấy màn hóa hình của Phong Hy thì kinh hãi vô cùng. Hình dáng cùng tướng mạo của Phong Hy có thể nói là vô cùng hy hữu trong loài người. Yêu thú cấp 9, nhưng lại có tốc độ của yêu thú thuộc họ chim. Đảo mắt một cái, Diệu Hạc cho ra một phán đoán làm cho hắn lạnh cả người. Bình thường khi con người cùng yêu thú cấp cao va chạm, mặc dù không nhất thiết phải là ngươi sống ta chết, nhưng nếu thực lực hai bên tương đương thì huyết chiến là không thể nào tránh khỏi. Không kể là yêu đan của yêu thú cấp cao hay kim đan cùng nguyên anh của tu sĩ nhân loại, hai bên đều vô cùng khao khát. Mà chân thân của đối phương là yêu thú cấp 9, so với tu sĩ nguyên anh trung kỳ còn mạnh hơn một chút. Hôm nay gặp khiến cho lão đạo không ngừng kêu khổ. Nếu là bình thường, tất nhiên Diệu Hạc không nói một lời mà quay đầu bỏ chạy. Nhưng hư thiên đỉnh ở trước mắt, hắn không thể từ bỏ. Vì thế sau khi bình tĩnh lại, hai tay liền vung lên, xuất ra rất nhiều cổ kính màu lam. Tay kia cầm tiểu chùy bích ngọc, có hai cổ bảo trong tay, lão đạo vô cùng tự tin, sắc mặt lạnh lùng nhìn đối phương không nói một lời. Bên kia Phong Hy cũng thấy Diệu Âm chân nhân, nhưng hiện tại tâm trí của hắn đều đặt ở trên người Hàn Lập. Làm sao có thời gian quản hành động đầy địch ý này của lão đạo. Hắn lúc nãy thấy hai cánh sau lưng Hàn Lập, thấy ngoài hắn ra cũng có người có thể dùng pháp bảo này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, lòng lại càng đau xót hơn. Nếu bây giờ có đánh chết Hàn Lập, luyện hóa lại phong lôi xí thì cũng chỉ có thể phát huy uy lực của nó 7 phần là cùng. Bảo sao hắn không hận Hàn Lập đến thấu xương. Bởi vậy khi đối mặt với Diệu Hạc, hắn chỉ hô lên một tiếng cút. Sau đó thân mình chợt hóa thành một đạo thanh quang, biến mất bên trong lớp phòng vệ của đảo. Lần này, Diệu Hạc chân nhân có chút giật mình. Nhưng sau khi cắn răng, hắn cũng cưỡi huyết hạc bay xuống. Hư Thiên Đỉnh là đệ nhất bảo bối của Loạn Tinh Hải, khiến cho hắn dù có phải liều mạng giả cũng phải liều một lần. Hàn Lập lúc này một đạp phá tan thạch môn, trực tiếp phi độn tiến vào bên trong thông đạo. Sau mấy lần lôi độn liền xuất hiện tại quảng trường chứa truyền tống trận, đang có mấy nam nữ tu sĩ của Diệu Âm Môn đang cười nói ở đó. Vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, không khỏi kinh ngạc không nói lên lời. Truyền tống trận đã hoàn thành chưa? Hàn Lập ngân quang chợt lóe, đến bên cạnh truyền tống trận. Nhìn những nam nữ này mà điên cuồng hét lên. Lệ tiền bối, truyền tống trận đã hoàn thành. Nhưng chưa có thử qua một vị nữ tu vô cùng xinh đẹp trong nhóm nhận ra người mà môn chủ lấy làm chỗ giả, cung kính đáp, hướng tới mà Hàn Lập giải thích tỉ mỉ. Nhưng mà Hàn Lập vừa nghe nói trận hoàn thành thì không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Thân hình chợt lóe lên chạy ào vào bên trong truyền tống trận. Cơ hồ cùng lúc đó, trần của đại sảnh vỡ ra, Phong Hy từ trên trời bay xuống. Hàn Lập sắc nhợt trắng nhợt.
các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 559, Quỷ Dị Thác Nhận. Phong Hy thấy Hàn Lập trong truyền tống trận thì thần sắc cũng đại biến. Hắn mặc dù cho rằng Hàn Lập đi đến đảo này là tìm tử lộ, nhưng tâm lý cũng có hoài nghi, không nghĩ tới lại có truyền tống trận tại đây. Mắt thấy Hàn Lập đánh ra một đạo pháp quyết cùng một ngụm tinh huyết, không tiếc hao tổn chân nguyên trong thân thể để khởi động truyền tống trận, tiếng gió nổi lên vù vù. Không, hắn vô cùng kinh hãi hét lên một tiếng, không hề suy nghĩ gì. Há miệng phóng nhanh một đạo, thanh quang đến một góc của truyền tống trận. Chỉ cần hủy truyền tống trận, Hàn Lập tất sẽ rơi vào tay hắn. Khi phóng ra công kích này, đồng thời yêu thú thân hình thấp thoáng, hướng tới truyền tống trận mà phóng đi, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, hy vọng có thể cắt đứt quá trình truyền tống của Hàn Lập. Nhưng động tác của hắn hơi chậm một chút. Hàn Lập ngoại trừ bắn ra 10 đạo kiếm khí tạm thời ngăn cản thanh quang kia ra, đối mặt với thế đánh hung tợ của liệt phong thú hoàn toàn không có ý tránh né. Bởi vì pháp trận đã tỏa ra quang mang màu trắng sữa, đem thân hình Hàn Lập cuốn vào trong đó. Khi Phong Hy đến trước pháp trận thì hình dáng của Hàn Lập trở nên mơ hồ trong màn hào quang, rồi biến mất không còn bóng dáng. Đại sảnh chỉ còn lưu lại tiếng rú giận lôi đình của liệt phong thú. Hắn cũng không biết pháp trận này thông đến đâu, cũng không có truyền tống phù trong người, tất nhiên không dám nhảy vào pháp trận để đuổi theo. Lúc này, Diệu Hà cũng xuyên qua nóc nhà tiến vào, nhìn thấy bạch quang ảm đạm của pháp trận, vẻ mặt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng ảm đạm đan xen. Nhưng lúc này Phong Hy đột nhiên quay đầu, dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn đạo sĩ không chớp, sát khí thoáng qua trên khuôn mặt. Nhân loại ở đây, tất cả đều phải chết. Liệt phong thú bị sự thật là Hàn Lập trốn thoát khỏi tay làm cho cuống tính đại phát. Mắt thấy Diệu Hạc tiến vào, đem một bụng đầy oán khí mà trút lên trên người đối phương. Cả người yêu tộc này quang mang mở rộng, phút chốc hóa thành một đạo cầu vồng. Khí thế hung hãn hướng tới Diệu Hạc mà đánh tới. Diệu Hạc thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, không suy nghĩ nhiều mà đem cổ kính cũng ngọc chùy trong tay cùng ném ra. Các luồng ánh sáng va chạm với nhau trong không trung. Hơn một tháng sau, tu sĩ nhân loại ở hải vực phụ cận truyền ra một tin đồn. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Diệu Hạc chân nhân bị một gã yêu thú cấp 9 đánh tan tác thân thể, phải xuất hồn khỏi thân mới có thể đem Nguyên Anh trốn trở về động phủ. Trong lúc nhất thời, nhân loại lần nữa lại bị sự hung hãn của yêu thú làm cho sợ hãi. Bọn họ vạn lần không nghĩ tới, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Mấy tháng sau, Giao Long tộc trong Thâm Uyên đột nhiên phái ra rất nhiều thành viên cấp cao, rời khỏi biển sâu, tụ tập tiêu diệt tu sĩ kết đan kỳ của nhân loại. Mặc dù chỉ kéo dài vài năm thời gian nhưng lại tạo thành tổn thất lớn cho tu sĩ cấp cao, thậm chí có thể so sánh với thương vong trong trận thú triều. Trong đó cũng có hai lão quái Nguyên Anh kỳ bị Giao Long cấp 8-9 vây công, kết cục cũng bị trọng thương. Lần này, các tu sĩ ở hải vực phụ cận đều biến sắc, không dám xuất động ra ngoài. Tình huống này liên tục duy trì vài chục năm sau mới dần bình thường trở lại. Chẳng qua, làm cho một số tu sĩ may mắn chạy thoát trong tay yêu thú buồn bực là mấy yêu thú này trước khi động thủ bao giờ cũng hỏi một lần xem bọn họ có tu sĩ kết đan kỳ họ Lệ hay không. Nếu không trả lời được liền bị bọn chúng ra tay đánh không chút khách khí. Kể từ đó, tu sĩ nào cũng đoán ra lần công kích này của Giao Long có 8-9 phần là liên quan đến tu sĩ họ Lệ kia. Không biết người này đã làm gì để cho chọc giận tới Giao Long nhất tộc. Việc này truyền ra khiến cho ai ai cũng mắng tên tu sĩ kia ngu ngốc rước họa. Nếu mà tìm ra vị tu sĩ này, không chừng đã mang hắn tới giao cho Giao Long tộc làm lễ tạ tội rồi. Bất quá, mặc cho bọn họ buồn bực, mặc dù tu sĩ cấp cao bị tổn hại, nhưng lại hoàn toàn không có chút tung tích của tu sĩ họ Lệ kia. Bọn họ muốn hỏi tội cũng không biết tìm ai mà hỏi. Bỏ lại sau lưng hàng vạn người nguyền rủa, Hàn Lập cầm trong tay đại Nari lệnh, trong làn ánh sáng xuất hiện tại một địa phương xa lạ. Với cá tình cẩn thận của hắn, trước khi đi ra từ truyền tống trận, đã sớm làm công tác chuẩn bị đầy đủ, đem dung mạo của bản thân biến thành một người xa lạ. Nhưng khi hắn vừa từ truyền tống trận ra,
chưa chấm dứt mê muội thì một thanh âm lười biếng vang lên. Các hạ xem ra cũng đi một mình. Hai người bọn ta hình như là đến sớm nhất, những người khác còn chưa tới. Nghe được thanh âm này, Hàn Lập rùng mình, nhưng đầu óc rất nhanh bình tĩnh lại ừ một tiếng, mới hướng một bên nhìn lại. Cách truyền tống trận không xa có một người mặc áo đen, đang ngồi xếp bằng trên một hòn đá lớn. Thấy Hàn Lập nhìn lại mới mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Nhưng khi Hàn Lập thấy tướng mạo người này lập tức bị hù dọa một trận. Người này thật sự kinh khủng, mặt vừa khô vừa gầy, gần giống như là một cái đầu lâu. Hơn nữa sau khi cười, hai mắt lấp lóe lam quang. Nhưng Hàn Lập chỉ hoảng sợ trong lòng thôi, không dám có chút khinh thị nào. Bởi vì chỉ cần tra xét qua là có thể thấy tu vi kết đan trung kỳ của hắn. Tu sĩ cấp cao như thế ở Loạn Tinh Hải đã là vô cùng hiếm thấy rồi. Người này cũng đã nhận ra tu vi kết đan hậu kỳ của Hàn Lập, cũng vô cùng kinh ngạc. Những lời nói sau đó trở nên khách khí hơn rất nhiều. Huynh đài ngồi một bên nghỉ một lát, những người khác cũng sẽ đến nhanh thôi. Lần hành động này có thể mang đến không ít chỗ tốt, Khô Lâu cười nói. Hàn Lập âm thầm kinh ngạc, với việc không biết rõ tình hình hiện tại, cũng không dám sơ hở, lặng yên bảo trì thần sắc không thay đổi. Lúc này Hàn Lập cũng đã thấy tình hình xung quanh, tâm lý cũng buông lỏng đi nhiều. Nơi này giống như là một sơn động, cao và rộng hơn 20 trượng. Hơn nữa ngoài cái truyền tống trận dưới chân hắn thì bên cạnh còn có hai truyền tống trận khác nữa. Nơi này mọi thứ đều giống như là lời miêu tả của Phạm Phu Nhân về Hoàng Minh Đào. Hắn cũng không có gặp chuyện gì ngoài ý muốn trong quá trình truyền tống, cuối cùng cũng đã trở lại Nội Tinh Hải. Phải biết là theo như lời đệ tử của Diệu Âm Môn nói thì truyền tống trận này chưa từng kiểm tra, Hàn Lập trong lòng cũng có chút bất an. Hôm nay kể ra vận khí cũng không tồi. Đúng lúc khi Khô Lâu kia nói chuyện cùng hắn thì một pháp trận lại lấp lóe ánh sáng, mơ hồ có một thân ảnh cao cao xuất hiện. Thấy vậy, người áo đen trong mắt sáng bừng lên, lập tức đứng dậy đi đến đó. Nhân cơ hội này, Hàn Lập phóng ra hai tia kiếm khí màu xanh, khắc lên phía trên truyền tống trận hai vết nứt mà mắt thường khó phân biệt. Do đó khiến cho truyền tống trận mất đi tác dụng, hắn sẽ không phải sợ Diệu Hạc hay Liệt Phong Thú vạn nhất có truyền tống phù mà đến nơi này. Động tác Hàn Lập vô cùng bí mật, người áo bào đen cùng người vừa mới đến có khuôn mặt hung ác cũng không có phát hiện ra. Hai người đó tựa hồ như là đang cười nói với nhau. Hàn Lập thấy cảnh này, khuôn mặt không đổi, rời khỏi truyền tống trận hướng về ngoài động đi ra. Nhưng hắn vừa rời chân mấy bước thì phía sau truyền đến thanh âm kinh ngạc của Khô Lâu. Này vị huynh đài, mọi người còn chưa đến đủ. Ta nhận được thông tin có 5 người hôm nay đồng loạt hành động. Tên nắm giữ mệnh lệnh hành động và tên còn lại chưa tới. Chúng ta tốt nhất là tạm thời ở trong động chờ, nếu không lại xảy ra chuyện không hay. Chẳng lẽ huynh đài lần đầu tham gia hoạt động này? Ta thấy khuôn mặt đạo hữu có chút xa lạ, người áo đen khuôn mặt còn chút kinh ngạc nhưng sau đó lại thong thả nói. Chẳng hiểu vì sao, từ đầu đến cuối hắn vẫn không có nghi ngờ thân phận của Hàn Lập. Hàn Lập nhíu mày, nhưng lập tức lộ ra thanh âm có chút bất mãn. Sao lại phiền toái? Lúc ta đến ngươi đâu có nói là có cái quy củ này. Hì hì. Khẳng định là tu vi của đạo hữu rất cao nên cái tên đưa huynh đài truyền tống đi cũng không dám nói cái gì. Nhưng huynh đài nên nhẫn nại, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên có thể tiêu giao một trận. Khô Lâu cười cười hắc hắc nói, không biết là có ý gì. Hàn Lập nghe đến đó, chuyện bên trong cũng đã hiểu ra 7-8 phần. Hai con mắt hắn chuyển động, đang muốn lên tiếng thì lại có ánh sáng lóe lên. Lần này đúng là có hai người xuất hiện bên trên truyền tống trận. Một người áo xám râu tóc bạc phơ, người kia là một thanh niên gầy gò. Trong mắt Hàn Lập lóe lên dị sắc, trên tay áo rộng thùng thình của lão giả có thêu dấu hiệu ngọn lửa màu xanh, trông rất sinh động, mơ hồ có linh khí chớp động, hình như không phải là dấu hiệu tầm thường. Sau khi hai người này đến thì đã đầy đủ 5 người, trong đó Hàn Lập là kết đan hậu kỳ, Khô Lâu là kết đan trung kỳ, Đại Hán cũng lão giả là kết đan sơ kỳ. Còn thanh niên kia chỉ là tu vi trúc cơ hậu kỳ. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com
Chương 560, Nguyên Giao giữ Thanh Dương Môn. Trong nhóm tu sĩ này, Khô Lâu cùng hai người Hán tử, lão già là Tựa Hồ không quen biết. Ngay cả những người còn lại cũng không một ai hỏi đến lai lịch của Hàn Lập. Trong đó Hán tử sau khi thấy đã đủ nhân số 5 người thì không hề chần chừ nữa. Hướng tới đám người Hàn Lập ôm quyền nói, tại hạ Kha Vũ, vâng mệnh tới báo nhiệm vụ cùng dẫn đường cho ba vị tiền bối. Đây là lệnh bài của tại hạ, xin ba vị tiền bối kiểm tra. Hán tử nói xong rút từ bên hông ra một khối lệnh bài màu đen đưa cho Hàn Lập, hiển nhiên lấy Hàn Lập tu vi cao nhất là người dẫn đầu. Hàn Lập vươn tay cầm lấy lệnh bài kia, liếc qua một chút rồi không buồn để ý ném cho Khô Lấu ở một bên. Hai mắt Khô Lâu cũng liếc qua rồi ném trở lại tay của Hán tử kia. Miệng lười biếng nói, lệnh bài thì có cái gì mà xem. Nếu không phải được cho phép thì một tu sĩ trúc cơ kỳ như ngươi làm sao có tư cách truyền tống tới đây. Thân phận mấy người chúng ta cũng không cần kiểm tra. Tụ tập đến nơi này, ngoại trừ người nhận được lệnh của chấp pháp ra thì làm gì có người ngoài. Có nhiệm vụ gì cứ nói thẳng ra đi. Khô Lâu kia bộ dáng vô cùng quen thuộc với chuyện này, sau khi nói xong lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Hán tử Kha Vũ đối diện nghe thấy lời đó thì có chút chần chừ, nhưng sau đó cười xấu hổ, không kiểm nghiệm thân phận đám người Hàn Lập nữa mà vội ho một tiếng, giới thiệu lão già bên cạnh. Vị tiền bối này là hộ pháp của Thanh Dương Môn. Nhiệm vụ lần này đến là để trợ giúp ba vị tiền bối bắt khâm phạm của Thanh Dương Môn. Thủ tục cụ thể thì các vị tiền bối tự thương lượng. Vãn bối chỉ phụ trách giới thiệu mà thôi. Kha Vũ sau khi nói xong nhu thuận lui dần về phía sau, tạo điều kiện cho lão già và bọn Hàn Lập tự tạo quan hệ. Thanh Dương Môn, chẳng lẽ là Tam Dương thượng nhân của Thanh Dương Môn? Hai mắt Khô Lâu lam quang chợt lóe, lộ lên vẻ kinh dị. Hán tử hung ác ở bên cạnh Hàn Lập nghe thế cũng biến sắc. Ha ha, xem ra tại hạ cũng không cần nhiều lời. Ba vị đều biết đến vị tổ sư hàng đầu của Tể Môn. Đáng lẽ ra, tổ sư tự mình hướng tới Lục Đạo Minh Chủ của Quý Minh đưa ra thỉnh cầu hiệp trợ. Nhưng mà người này tuy là tu sĩ kết đan sơ kỳ nhưng lại mang trong mình bảo vật của Thanh Dương Môn, trốn thoát đã nhiều năm. Gần đây, bổn môn trong lúc vô ý mới biết hiện ả ở nơi nào. Vốn tổ sư định tự mình ra tay thì việc đó vô cùng dễ dàng. Nhưng người lại đang có việc quan trọng, thật sự không thể phân thân. Lúc này mới thỉnh các vị đạo hữu ra tay tương trợ. Ta nghĩ bốn vị cao thủ kết đan kỳ liên thủ có thể bắt được yêu nữ này. Trưởng lão Thanh Dương Môn mỉm cười, hướng ba người chắp tay nói. Nhưng sau khi nói đến câu cuối cùng khuôn mặt bỗng chốc lạnh lẽo. Chẳng lẽ là nữ tu? Vừa nghe thấy chữ yêu nữ thì Hán tử hung ác nghi hoặc hỏi. Hàn Lập nhướng mày, dường như là nhớ tới cái gì đó. Không sai, yêu nữ này tên gọi là Nguyên Giao, là thị thiếp chuẩn bị nhận của thiếu chủ bổn môn. Nhưng không nghĩ tới ả yêu nữ này lòng dạ độc ác, dựa vào vẻ đẹp hơn người, thi triển mỹ thuật, lại còn kết hợp cùng với một yêu nữ khác ám hại thiếu môn chủ mà đem tất cả bảo vật chân quý trên người thiếu môn chủ bỏ trốn. Sau đó mượn vật này kết thành kim đan. Tam Dương tổ sư cũng chỉ có mỗi thiếu chủ là truyền nhân, tất nhiên là hận ả thấu xương. Ba vị nếu có thể giúp đinh mỗ bắt ả thì Tệ Môn nhất định sẽ cảm tạ vô cùng, tuyệt sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Lão già khi nhắc tới mục tiêu thì nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ lại thấy cũng không nên nhắc đến chuyện này, nên thoáng giới thiệu một chút đã đem đề tài chuyển hướng. Khô Lâu cùng Hán tử hung ác liếc nhìn nhau lộ ra vẻ bình thường. Hàn Lập sờ sờ mũi, không nói gì. Quả nhiên là nhắc tới Nguyên Giao nữ nhân này. Nữ nhân đúng là vô cùng xinh đẹp, lại có lai lịch như vậy, thật đúng là ngoài dự kiến của Hàn Lập. Hắn nghi hoặc vô cùng, không hiểu sao nữ nhân này trong thời gian ngắn lại có thể kết thành kim đan. Hơn nữa sau khi tao ngộ, bộ dáng lại thần bí. Hóa ra là lấy sách của thiếu môn chủ này, rồi bị Thanh Dương Môn lùng bắt. Xem ra trên người thiếu chủ của Thanh Dương Môn đồ quý hiếm nhất định là không ít, lại đem tiện nghi đến cho Nguyên Giao. Nhưng thấy nữ nhân này gặp nguy hiểm, có ra tay bảo hộ hay không? Điều này khiến cho Hàn Lập hơi chần chừ. Cho dù hắn cùng cô ta không có chút giao tình, nhưng cũng miễn cưỡng xem như là có quen biết. Đúng lúc này, Khô Lâu ở bên cạnh nói,
Một khi đã là mệnh lệnh, dù không có thù lao ta cũng nhất định xuất toàn lực. Không biết ả ta ở nơi nào. Nếu nói vậy chúng ta tập hợp ở đây thì cũng cách nơi đó không quá xa. Kẻ này mặc dù tướng mạo vô cùng khó coi nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Đạo hữu nói đúng, yêu nữ đang ẩn cư trong một hoang đảo tại phía bắc Hoàng Minh Đảo. Nếu không phải tình cờ một lần ra ngoài mua ít đồ, bị môn đồ của tệ phái phát hiện đuổi theo đến tận ổ thì sợ rằng đến ngày hôm nay cũng hoàn toàn không có chút tin tức. Người này giàu hoạt vô cùng, người lại mang theo bảo vật uy lực lớn, chính là thanh dương lôi của bổn môn. Mong rằng mọi người cẩn thận một chút. Lão giả nói thế đồng thời cũng hướng Hàn Lập chắp tay. Dù sao tu vi kết đan hậu kỳ của Hàn Lập cũng khiến lão giả vô cùng coi trọng. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Hàn Lập dù không chút thay đổi gật đầu nhưng lại muốn ra tay đem mấy người hắn tiêu diệt hết. Nhưng khi hắn nghe thấy Nguyên Giao đang ở vùng phụ cận thì bình tĩnh lại, thay đổi chủ ý, quyết định đợi cứu nàng xong thì sẽ tiến hành trao đổi vài thứ trọng yếu. Vị hán tử Kha Vũ kia thấy mọi người đã nói chuyện xong thì cung kính hỏi một tiếng, sau đó dẫn đường hướng mọi người tiến ra ngoài động. Bên trong, một tu sĩ tóc tai bù xù đang nhìn truyền tống trận dưới chân, tâm tình vô cùng nghi hoặc khó hiểu. Pháp trận này lúc hắn vừa mới bước vào, linh quang hoàn toàn bình thường chấp động. Nhưng khi muốn truyền tống thì pháp trận không hiểu sao lại mất linh. Điều này khiến cho hắn vò đầu, âm thầm buồn bực. Sau khi người gác bỏ đi cấm chế, đám người Hàn Lập xuất hiện ở vách núi phía sau. Nhìn ra xa mơ hồ có thể thấy thôn trấn, mấy người trước sau bay lên trời. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của lão giả Thanh Dương Môn, cả bọn phi độn về phía bắc. Đoạn đường vô cùng an toàn, tinh thần mọi người có chút gấp gáp. Hàn Lập tu vi cao nhất cùng với bộ dạng lạnh như băng khiến cho không một ai dám lại gần nói chuyện. Kết quả là nửa ngày sau, năm người nhìn thấy một đảo nhỏ, đường kính chừng hơn 10 dặm. Chính là nơi này. Yêu nữ đang trốn ở bên trong một tòa tiểu sơn. Lão giả mắt lấp lóe hàn quang, dừng độn quang lạnh giọng nói. Đám người Hàn Lập theo sau, cùng ở trên không trung nhìn về hòn đảo. Trên đảo ngoại trừ một chút cây cỏ cũng chỉ có núi đá, linh khí mỏng manh vô cùng. Đinh đạo hữu, có phải nhầm hay không vậy? Yêu nữ là nữ tu sĩ kết đan kỳ, sao lại tìm tới một nơi như thế này tu hành? Sau khi nhìn một lúc, đại hán hung ác không nhịn được hỏi lại, khuôn mặt lộ vẻ nghi ngờ. Yên tâm, chính là nơi này, không sai. Đinh lão giả tin tưởng 10 phần trả lời. Sau đó, tay bắt pháp quyết, một bàn tay dương lên, bắn ra một đạo hoàng quang lên cao. Một lát sau, từ bên sườn núi cũng phóng lên một đạo hoàng quang như vậy. Lão giả thấy thế khuôn mặt vui vẻ, xoay mặt nhìn đám người Hàn Lập nói, đi thôi. Nơi đây luôn có đệ tử của bổn môn giám thị. Xem ra yêu nữ kia vẫn chưa rời khỏi đảo. Nói xong lão giả cũng không động thân. Một lúc sau từ trên đảo lóe lên một đạo hồng quang hướng đến nơi này bay đến. Trong nháy mắt, sau khi tới trước mặt mấy người thì hào quang thu lại. Hiện ra một nam tử áo xám trên 40 tuổi, tu vi trúc cơ trung kỳ. Bên ngoài ống tay áo cũng có dấu hiệu một ngọn lửa màu xanh, nhưng so với lão giả thì nhỏ hơn nhiều. Đệ tử xin ra mắt sư bá cùng các vị tiền bối. Nam tử liếc mắt liền nhận ra Đinh lão giả, không dám chậm trễ, cấp bách tiến lên thi lễ cung kính nói. Lão giả không thèm để ý, khoát tay, trầm giọng hỏi, yêu nữ có còn ở trên đảo không, hay đã rời đi? Không có. Từ khi đệ tử theo đuôi tới đảo này, yêu nữ chưa từng rời khỏi động phủ. Nam tử trung niên khẳng định nói. Tốt, chuyện này ngươi làm rất tốt. Đợi sau khi trở về, ngươi sẽ trở thành đệ tử nội môn. Bây giờ dẫn đường đi. Lão giả khen một câu, sau đó nghiêm nghị nói, đa tạ sư bá nâng đỡ, đệ tử xin dẫn đường. Trung niên nghe thấy thế, khuôn mặt vô cùng vui mừng liên tục nói. Sau đó hắn quay người dẫn tất cả hướng tới hòn đảo. Trong chớp mắt, tất cả đã tới trên không của đảo. Trung niên nam tử chỉ vào một tòa núi đá, sau đó cung kính nói với mọi người, lần trước khi yêu nữ trở về, đệ tử bởi vì tu vi quá thấp nên không dám lại gần tra xét. Chỉ thấy ả đến núi này thì biến mất, có lẽ động phủ ở bên trong. Khô Lâu nghe thấy lời ấy, hai mắt chớp động, đánh giá ngọn núi vài lần rồi chậm rãi gật đầu nói, không sai.
bên ngoài núi đá là một cấm chế khá cao minh. Nếu ta không tới gần để ý xem xét thì sẽ không thể thấy bất cứ cái gì khác thường. Trách không được nữ nhân kia ở đây nhiều năm vậy mà vẫn vô sự. Các bạn vừa nghe xong tập 56 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.